Cuốn sách mà tôi đang tự cầm trên tay, Các tầng địa ngục theo Phật giáo, được xuất bản ở Pháp vào năm 1895 và vừa được Công ty Văn hóa Truyền thông Nhạ Nam dịch sang tiếng Việt do dịch giả Phạm Văn Tuân thực hiện. Đây là một cuốn sách mà tuy cái dung lượng không dày nhưng tôi nghĩ là đủ gây cảm hứng, đủ cái sự bàn luận, bàn thảo cho chúng ta ngày hôm nay. Song song với việc ra mắt bản dịch và thảo luận ngày hôm nay, thì bên phía ngoài hành lang của Thư viện Lespat, đơn vị Nhạ Nam cũng trưng bày những bản tranh khắc in lấy từ trong cuốn sách này. Và rất là hy vọng là quý vị ở đây cũng như tất cả các bạn đọc gần xa khi hay tin cái triển lãm này thì cũng có thể đến Lespat để theo dõi. Người đồng hành cùng với tôi trong cái buổi tọa đàm ngày hôm nay, cạnh tôi đây là tiến sĩ Trần Trọng Dương, hiện đang công tác tại Viện Nghiên cứu Hàn Nôm thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội. Trong cái cuốn sách này thì ngoài cái phần chính văn của hai tác giả người Pháp thì anh Trần Trọng Dương có viết một cái lời giới thiệu, nhưng thực chất tôi nghĩ đây là một cái tiểu luận rất công phu để có một cái nhìn tổng thể hơn về quan niệm về địa ngục, quan niệm về các tầng địa ngục cũng như các hình phạt địa ngục mà đã từng xuất hiện trong các tri thức của văn hóa Việt Nam. Có lẽ để khi bắt đầu các buổi tọa đàm này thì tôi cứ nghĩ là khi đọc sách cuốn sách này và đặc biệt bàn về một cái chủ đề là các tầng địa ngục thì có lẽ anh Dương cũng như tôi cũng như tất cả quý vị ở đây, trong chúng ta ở đây không có ai có một cái trải nghiệm như thế để nói. Chúng ta chỉ có thể nói về địa ngục bằng tất cả những cái tri thức mà chúng ta đọc được về nó mà thôi. Do đó, trong cái cuộc tọa đàm này, có lẽ ngay từ đầu chúng tôi đã xác định rằng là rất khó để có thể sự đúng sai và chính xác. Chúng ta thì có thể tiệm cận đến nó. Còn nếu trong quý vị hoặc các bạn ở đây có ai có được trải nghiệm điều đó thì hãy lên tiếng và chia sẻ với chúng tôi. Trong quan sát của tôi thì tôi thấy thế này này. Có lẽ có một trong những câu hỏi rất lớn mà đời sống con người luôn 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 phải gặp phải. Đấy là sau cái chết là gì? Cái chết liệu có phải là cái kết thúc, liệu có phải là cái dấu chấm hết cuối cùng của một con người hay không? Thì đối mặt với câu hỏi đó thì rất nhiều cái tôn giáo, các hiền triết, các tôn giáo lớn trên thế giới đều cố gắng lắng nghe, hiểu và đưa ra một vài đáp án. Thì nhìn chung tổng thể thì các tôn giáo có một đáp án rằng là cái chết chưa phải là dấu chấm hết cuối cùng. Cái chết có thể là khởi đầu cho một hành trình khác. Và phía sau cái chết, con người chưa hoàn toàn biến mất mà họ phải đối diện một thế giới khác nữa. Và một trong những thế giới đó là các tầng địa ngục. Thì tôi nghĩ cái cuốn sách này nó sẽ bắt đầu cho chúng ta một cái câu trả lời rằng các tầng địa ngục trong quan niệm Phật giáo sẽ như thế nào. Và ai, những con người nào, những kẻ nào sẽ phải đối diện với các tầng địa ngục đó. Có lẽ là phần đầu tiên, như quý vị đã biết là anh Trần Trọng Dương là một nhà nghiên cứu văn hóa, có rất nhiều công trình khảo cứu về văn hóa, về lịch sử Việt Nam. Và nhân cái buổi ra mắt sách hôm nay, anh đã đọc trước cái bản sách này, đồng thời có một cái bài tiểu luận rất công phu ở trên phần đầu của cuốn sách. Thì tôi sẽ nhường lời trước cho anh Trần Trọng Dương sẽ trình bày lại một cách vắn tắt cái nội dung của cái bài tiểu luận đó. Xin trân trọng kính mời anh. Vâng, xin cảm ơn anh Mai Anh Tuấn với những lời dẫn rất là cảm xúc. Và xin chào tất cả quý vị khán thính giả đang ngồi trực tiếp ở đây cùng với các quý vị đang xem chương trình trên Internet. Thế thì cách đây vài tháng tôi nhận được lời mời của Nhã Nam viết một cái lời giới thiệu cho cuốn sách mang tên là Về các cái địa ngục trong văn hóa Phật giáo Việt Nam. Thì tôi nhận lời ngay, bởi vì là đây mới nghe tên cái cuốn sách thôi là tôi đã giờ thấy rất là tò mò, rất là thích rồi. Vì mình hoàn toàn không biết gì về vấn đề này cả. Thế nhưng là một sự liều lĩnh như thế thường thấy ở bản thân tôi là một người làm nghiên cứu thường là phải đi tìm hiểu những gì mà mình chưa biết. Mà cũng tôi cũng có nhân duyên lâu năm với Phật giáo từ những năm 2004-05 khi làm luận văn thạc sĩ cho đến luận án tiến sĩ của tôi thì đều liên quan đến kinh điển Phật giáo cả. Và cũng hai chục năm điền dã ở nhiều chùa chiền các nơi ở miền Bắc cũng như miền Nam.
thì tôi cũng đã gặp được rất nhiều các cái hình tượng nghệ thuật, những tác phẩm nghệ thuật khác nhau của Phật giáo Việt Nam liên quan đến địa ngục. Tôi nhớ cái lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những cái điêu khắc như vậy, hơi bị giật mình. Bởi vì trong một cái không gian chùa miền Bắc thấp, ẩm, nóng và u ám, thì ta đi vào cái tự nhiên thấy những cái hoạt cảnh nó rùng rợn, nó hiện ra, thì không hiểu tại làm sao mà một người như mình đi vào cõi Phật là muốn đi tìm đến sự an lành, mà tại sao trong chùa lại khắc nhiều những cái hình tượng nó ghê rợn như vậy. Có hình tượng thì là người ta đang cầm kìm rút lưỡi, có chỗ thì đang là dùng dao xiên người, có chỗ thì lại dùng cưa xẻ đôi người ra, có chỗ thì lại là những cái cảnh địa ngục là chó nó đang ăn lục phủ ngũ tạng, hay diều hâu mổ mắt. Người thì có người thì bị ném vào vạc dầu, có người thì bị ném vào một cái rừng dao, lại có người thì bị moi gan móc óc. Tức là vô vàn các cái kiểu trừng phạt rùng rợn khác nhau nó được thể hiện ra. Nếu mà chỉ bằng qua cái lời thuyết giảng không ấy, thì ta nghe nó cũng bình thường thôi, bởi vì nó chỉ là âm thanh. Nhưng mà những tầng địa ngục trùng trùng lớp lớp, nó từ kinh sách, nó từ lời nói, nó hiển hiện qua các loại hình nghệ thuật bằng các cái phương thức tạo hình khác nhau, từ điêu khắc cho đến các cái nghệ thuật đồ họa, rồi tranh vẽ màu. Thì những cái tác phẩm nghệ thuật như thế nó được bày, tôi gọi nó như một cái cuộc sắp đặt nghệ thuật sống động ngay tại những không gian linh thiêng. Thì nó làm cho những người đi chùa, những người đang muốn hướng đến thanh tịnh ấy, tự nhiên là giật mình, là không hiểu là mình đi đến cõi nát bàn hay đang ở dưới địa ngục. Thế thì từ đó tôi mới tò mò, không hiểu là vì cái căn cớ nào mà những ngôi chùa Phật giáo của Việt Nam lại vẽ ra những hình tượng, lại tạo tác nên những cái bức đồ họa hay là những cái bức điêu khắc nó rùng rợn như vậy. Thì quay trở lại với cuốn sách này, cũng với một cái tâm thế vừa tò mò vừa ghê sợ của hai người phương Tây lần đầu tiên mà đặt chân đến Việt Nam, được đặt chân đến Hà Nội vào có lẽ là phải từ năm 1888 đổ về trước. Thì hai ông đến một cái vùng nhượng địa của Hà Nội khi đó. Lúc đó cái nơi mà chúng ta đang ngồi đây chính là vùng đất nhượng địa ấy, nơi người Pháp đã thiết lập được cái quyền cai trị sau những cái trận chiến đầu tiên vào những năm 1883-1884. Và cái ngôi chùa mà họ được đặt chân đến chính là chùa Báo Ân. Sau đó khi đã trở thành nhượng địa thì chùa Báo Ân đã bị phá hủy để xây dựng khu nhượng địa. Và những di tích còn lại của chùa đó hiện giờ chỉ còn là tháp Hòa Phong, nơi mà các cô thiếu nữ và những cô dâu ngày nay vẫn đứng ở bờ Hồ Gươm để chụp ảnh cho cái ngày cưới của mình. Tôi cũng không hiểu cái tên tháp Hòa Phong từ đâu ra. Nhưng mà ở trên cái tên tháp đó như viết vẫn là chữ Báo Ân. Thì cái ngôi chùa Báo Ân đó là do Tổng đốc Nguyễn Đăng Giai, một vị công thần của Bắc Kỳ vào giai đoạn đó. Ông là một trong những hưng công hội chủ lớn mà tạo nên toàn bộ phần đa những cái kiến trúc Phật giáo ở Bắc Kỳ vào giai đoạn đó, cùng với ông là cụ Phúc Điền Hòa Thượng. Thế thì trong cái ngôi chùa Báo Ân này, quý vị có thể search ở trên mạng, đã tra Google ra chùa Báo Ân, rất nhiều cái hình ảnh khác nhau. Đấy, thế thì trong cái ngôi chùa đó ấy, người ta có khắc họa những cái hoạt cảnh, những hoạt cảnh bích họa Phật giáo hoặc là những cái hình tra tấn. Cho nên là chùa Báo Ân khi đó còn có thể được gọi là chùa nhục hình hay là chùa khổ hình. Thì năm 1884 thì bác sĩ Hockhart đã làm một cái series ảnh chụp lại chùa Báo Ân này và đăng tải trên nhiều phương tiện khác nhau. Sau đó thì những cái bức ảnh đó đã được vẽ lại in litho.
Thì ví dụ như cái hình chúng ta đang nhìn trên màn hình ấy, đấy là cái cổng vào của chùa Báo Ân, nơi mà có vẽ những cái hoạt cảnh địa ngục. Thì hai tác giả người Pháp đã đến chùa này để làm một cuốn du ngoạn văn hóa. Thế thì quần thể chùa Báo Ân khi đó ấy, nó là một trong những cái tác phẩm kiến trúc và điêu khắc rất là nổi tiếng của Hà Nội. Và nó đã được nhiều học giả người Pháp, nhiều ký giả ghi chép chụp ảnh lại. Cho nên là hai tác giả này đã lần theo cái dấu vết đó để đến ngôi chùa này. Và khi tiếp cận đối với ngôi chùa thì hai ông ngỡ ngàng bởi một cái nền nghệ thuật. Nó đa sắc cạnh, từ kiến trúc cho đến đồ họa, điêu khắc, cho đến tượng Pháp, nghệ thuật tượng Pháp. Và cái đối tượng mà họ hướng đến chính là những cái hoạt cảnh Phật giáo. Thì tôi cứ mường tượng lại là hai người Pháp không biết tiếng Việt mà lại muốn được hiểu về Phật giáo Việt Nam khi đó. Thế thì hai ông phải làm cách nào? Trước tiên là phải qua thông ngôn trước đã, đúng không? Thứ hai là một cái nhân vật xuất hiện ở trong cái tác phẩm này, đấy là một cái vị quan, một vị quan người Việt, là người đứng ra làm bắc cầu kết nối với hai vị sư, các vị trụ trì, ba vị sư trụ trì chỗ này là cụ Thanh Diễm, người gốc Hải Dương. Thế thì họ hẹn được lịch và đi đến khảo sát bằng cách là phỏng vấn cụ trụ trì, và nhờ cụ là dẫn đến từng cái bức điêu khắc kia để cụ giảng giải về 10 tầng địa ngục. Nên trong cuốn sách này có chia ra làm 5 phần, nhưng thực chất là chỉ có phần 4 và phần 5 là miêu tả trực diện về các cái hoạt cảnh này, còn các chương 1, 2, 3 thì là những cái ghi chép, những cái khảo tả của hai học giả người Pháp về những cái tầng địa ngục theo cách hiểu biết của họ. Tức là tôi thấy họ có sự chuẩn bị trước khi đến đây, là họ đã phải đọc qua các cái loại lý thuyết khác nhau hoặc là những cái sách khác nhau về địa ngục ở Đông Á, đặc biệt là các tài liệu tiếng Pháp về địa ngục Ấn Độ. Cho nên ở trong cái chương đầu ấy, thì chúng ta thấy là hàng loạt các cái thuật ngữ 10 tầng địa ngục hay 18 tầng địa ngục được nêu ra ở đó đều là những cái tri thức mà họ đọc được qua các phiên bản tiếng Pháp về các tầng địa ngục ở trong văn hóa Ấn Độ. Thế thì để với tư cách là một người cũng là du lãm, chưa biết gì về văn hóa Phật giáo, thì tôi cũng đã làm một cái cuộc khảo tả tương tự như hai tác giả để xem là địa ngục Phật giáo nói chung và những cái biểu hiện của nó trong lịch sử văn hóa Việt Nam ra sao. Thế thì ở đây chúng ta làm thấy hai lớp cắt. Cái cuốn sách này là một cái lát cắt được miêu tả vào cuối thế kỷ 19. Còn cái khảo tả của tôi trong cuốn sách này, nó là một cái lát cắt của cá nhân tôi. Có thể nó còn khuyết thiếu, có thể nó chưa được toàn diện, nhưng nó là những cái tri thức tự mày mò học được trong cái quá trình mà chúng tôi tách mình ra khỏi cuốn sách này để làm một cái cuộc khảo cứu riêng về địa ngục. Thế thì câu hỏi đầu tiên là địa ngục là cái gì, đúng không ạ? Địa ngục là cái gì? Và như anh Mai Anh Tuấn nói thì nó là một câu trả lời cho một cái câu hỏi đầu tiên của mọi nền văn hóa, ở mọi tôn giáo, khi con người đối diện với cái chết. Thế thì Phật giáo cũng như Thiên Chúa giáo hay là Đạo giáo, họ đều có quan niệm về sự sống và cái chết, đều có sự đối lập giữa thiên đàng và địa ngục. Thế nhưng Phật giáo, tư tưởng địa ngục của Phật giáo nó được tạo nên như thế nào? Thì trước hết, nó là một khái niệm của thế giới quan Phật giáo. Phật giáo họ cho rằng ấy, là một thế giới nó tồn tại hai loại hình khác nhau, hai dạng hình khác nhau. Đó là một thế giới thực hữu, là mặt đất này, là trái đất này, là bầu khí quyển này. Đó. Và một cái thế giới thứ hai, đấy là tâm cảnh. Thế thì cái thế giới vừa là khách quan, vừa là chủ quan đấy, nó tồn tại nhất quán ở trong thế giới quan Phật giáo. Thế thì cái hình mà tôi đang chiếu ở trên màn hình này, nó là một thế giới thực hữu theo quan niệm của Phật giáo. Nó là một cấu trúc tiểu vũ trụ. Thế thì cái cấu trúc này, theo quan niệm thế giới quan Phật giáo, người ta cho rằng ấy, là một vũ trụ được cấu tạo
không phải theo hình tròn như ngày nay, như khoa học hiện đại đúng không ạ? Hồi đấy chưa có. Mà là một thế giới hình dạng đĩa. Như cái bức hình bên tay phải của tôi đấy, là một cái dạng đĩa tròn, đồng tâm và đa chiều. Trong đó là gì? Thế giới này được đặt lên trên một cái khay đĩa gồm các tầng kim luân, thủy luân, không luân và địa luân. Đấy, thế thì bốn cái tầng đó nó xếp chồng nhau như dạng đĩa và mặt đất nổi ở trên các cái tầng đó. Thế thì trên mặt đất ý, thì nó lại có một cái cấu trúc là gì ạ? Tôi tạm gọi là cửu sơn bát hải. Một cái cấu trúc của tiểu thế giới gồm có 9 núi và 8 biển. Thế thì 9 núi và 8 biển này được phân bố theo dạng đồng tâm đa chiều, tức là một ngọn núi trung tâm ở giữa. Các vị có thể nhìn trên màn hình. Đấy là núi Tu Di. Đây là núi vua, núi trung tâm của vũ trụ. Và trong Hindu giáo thì nó là núi Meru hay là Sumeru. Và bao quanh cái ngọn núi Meru này là một vòng biển. Một vòng biển ở dưới chân núi đó. Nhưng hết đến vòng biển đấy lại đến một cái vòng núi bao xung quanh biển đó theo dạng hình tròn. Qua núi đó lại đến một tầng biển, rồi lại một tầng núi, rồi lại một tầng biển. Thì toàn bộ cái cấu trúc đó gọi là cái cấu trúc cửu sơn bát hải, là 9 núi và 8 biển. Thì đó là toàn bộ một mô hình tiểu thế giới theo vũ trụ quan Phật giáo. Thì cái hình này mà chúng tôi lấy được trong một số các cái kinh sách như là Pháp Giới An Lập Đồ hay là Phật Tổ Thống Kỷ hoặc là Hoa Nghiêm Kinh. Thì tất cả các cái tư liệu này đều được lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Vậy thì theo Phật giáo, cái địa ngục nằm ở đâu trong một cái mô hình thế giới như thế này? Thì các kinh sách khác nhau cũng mô tả hết sức khác nhau, và những quan niệm về địa ngục ấy, nó biến ảo qua từng thời gian. Thế ở trong Phật giáo Ấn Độ hoặc là trong Hindu giáo ấy, thì ban nguyên ủy nó chỉ có hai vị thần mà canh giữ ở dưới địa phủ, đó là hai anh em, người anh trai và một cô em gái. Và hai vị vua này là cai quản hai tầng địa ngục chia theo giới. Người anh là quản những người nam đã chết, và người em gái là quản những người nữ đã chết. Còn trong Phật giáo Đông Á, Phật giáo Việt Nam ấy, thì các cái kinh Hán Tạng Bắc Truyền người ta ghi cũng rất là khác nhau. Những kinh về thời đường trở về trước ấy, thì chưa có cái gọi là thập điện Dương Vương theo như tôi biết, mà họ lại vay mượn là có 8 tầng địa ngục nóng và 8 tầng địa ngục lạnh. Cái này là hoàn toàn vay mượn từ Phật giáo Nam Tông. Cho đến giai đoạn Tống trở về sau ấy, thì mới bắt đầu là thấy một số ghi chép về các tầng địa ngục là có thập điện Diên Vương. Thì lúc đó là người ta đã hạ thấp cái số lượng từ 16 xuống còn có 10. Và một số thuyết khác thì người ta còn có lên tận 18 tầng địa ngục cơ. Tức là con số lượng địa ngục, các tầng địa ngục rất là khác nhau qua thời gian. Thì ở đây tôi chỉ giới thiệu sơ lược thôi. Thế thì ở đây tôi giới thiệu một cái quan niệm cơ bản trong Hoa Nghiêm Kinh và Pháp Giới An Lập Đồ. Họ cho rằng ấy, một cái tầng, các cái tầng địa ngục đó nằm ở đâu trong một cái tiểu vũ trụ. Thì màn hình chúng ta thấy là ở cái phần rìa phía gần ngoài cùng ấy của thế giới, ở cái ngoại đại dương, thì nó có bốn châu lớn là Tây Châu, Bắc Châu, Nam Châu và Đông Châu. Ví dụ như Đông Thắng Tần Châu thì ai cũng biết đấy là nơi ở của Quan Thế Âm, đúng không? Tây Ngưu Hóa Châu, rồi Nam Thiêm Bộ Châu. Thế thì Nam Thiêm Bộ Châu nằm ở Việt Nam ấy. Một số kinh sách họ ghi rằng là các tầng địa ngục nằm ở dưới cái châu này. Nhưng cũng có những kinh điển khác thì họ ghi rằng là các tầng địa ngục lại không nằm ở đấy, mà nó lại nằm ở ngoài rìa của thế giới, nơi hai tầng thiết luân, tức là ở cái dãy núi ngoài cùng của cái đĩa thế giới này. Thế thì những cái ghi chép khác nhau như thế nó cho thấy là cái quan niệm của Phật giáo về vị trí của các tầng địa ngục cũng đã rất khác nhau rồi.
Còn quay trở lại với Pháp Giới Ai Lập Đồ ấy, thì ở đây họ vẽ ra một cái bản đồ của 10 tầng địa ngục. Ở đây họ chỉ ghi 8 tầng ấy. 8 tầng địa ngục. Và 8 tầng này chỉ là 8 tầng nóng. Và họ đã bỏ ra là 8 tầng lạnh. Đấy. Thế thì 8 tầng này là nó cứ lần lượt xếp dần ẩm ở phía dưới của mặt đất. Và mỗi một tầng như vậy nó đều có chức năng riêng. Ví dụ như là tầng thứ nhất là hoạt động nghĩa dục, cái gì đấy? Địa ngục đẳng hoạt, hoạt đẳng. Thì địa ngục này họ quan niệm rằng là mỗi một địa ngục là nó phải trải qua nhiều kiếp khác nhau. Và càng về sau thì các địa ngục nó càng kéo dài thời gian. Ví dụ địa ngục thứ nhất thì tuổi thọ của một người ở đó là 500 năm. Nhưng mà đến tầng thứ hai thì tuổi thọ là 1.000 năm. Tức là khi con người chết đi đọa xuống địa ngục thì họ sẽ phải trải qua các kiếp khác nhau, các kiếp sống khác nhau ở các tầng này. Và họ bị đầy đọa cho đến mức không thể chết được. Có thể chết đi sống lại nhiều lần, muôn sống nghìn chết. Thì quan niệm của Phật giáo là như gì ạ? Không có chuyện con người ta chết đi, mà cái chết là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới. Thế thì nó liên quan đến cái chuyện là nghiệp, duyên, luân hồi và quả báo. Những khái niệm cơ bản này nó tạo nên cái cấu trúc thế giới trong thế giới quan Phật giáo. Thế thì địa ngục nó nằm thế nào? Nó nằm ở phía dưới. Nhân gian, tức là ở trên những con người sống, chúng ta đang sống lúc nhúc ở dưới cái chân núi Tu Di đấy. Còn ở phía trên tầng trời, nơi cung đao lỵ, nơi Phật ngồi, đế thiên đế thích ngồi, thì nó vẫn là tầng của các chư thiên. Nhưng mà chư thiên cũng vẫn có sống và chết. Nó phải từng qua các cái tầng trời cao nữa, lên đến qua tầng sắc giới rồi đến tầng vô sắc giới, thì lúc đấy mới là cảnh giới Niết Bàn. Thế thì cái mô hình là nghiệp, luân hồi, quả báo như thế, nó khiến cho là nó có tạo thành một cái chu trình, nó gọi là sáu nẻo luân hồi. Người ta đang sống ở trên đời và sau khi chết đi thì có thể là hóa thành nhiều các cái ngả khác nhau. Kẻ nào ác thì sẽ phải xuống địa ngục, đúng không? Sau đó là những người nào mà có thiện lành thì sẽ được Phật Tây Phương hoặc là Phật A-di-đà, Quan Âm tiếp dẫn lên được chốn Niết Bàn. Thì cái quá trình đầu thai như thế nó tạo thành một cái vòng tròn, là con người không phải chết đi mà chỉ là sống qua các cái kiếp khác nhau thôi. Và trải qua những kiếp nào đấy là do báo ứng từ cái hiện kiếp này chúng ta đang làm gì. Thế thì toàn bộ những cái hoạt cảnh được xây dựng lên trong phần Phật giáo ấy, trong triết học Phật giáo, thì phần lớn đều lấy từ những cực hình từ nhân gian để lắp vào những cái tưởng tượng cho các cái thế giới địa ngục. Thế thì cái cơ chế vận hành của thế giới quan Phật giáo là như vậy. Tầng nhân gian, tầng địa ngục, tầng trời và cao hơn tất thảy là tầng vô sắc giới, là cõi của các Đức Phật. Thì quay trở lại với cái cấu trúc của địa ngục ấy. Thì địa ngục mà theo quan điểm của Pháp Giới Ai Lập Đồ, nó có 8 địa ngục nóng. Ngoài ra còn 8 địa ngục lạnh nữa, nhưng mà họ không vẽ vào đây. Đấy. Thế thì mỗi một địa ngục này ấy, nó không đơn thuần nó chỉ là một cái phòng vuông như thế này đâu, mà nó có một cái cấu trúc đa tầng. Đây là một cái mặt cắt, mặt cắt của một tầng đầu tiên, ví dụ như thế. Thế thì một cái tầng địa ngục như này nó có trổ ra 4 cửa, đi ra 4 hướng đông tây nam bắc. Và mỗi một cửa đó thì lại có 4 cái tiểu địa ngục khác nhau. Như vậy là mỗi một tầng địa ngục là một đại địa ngục to ấy, thì nó thông ra 16 địa ngục nhỏ. Và lần lượt như vậy là 8 tầng hoặc là 10 tầng thì nhân lên là số lượng địa ngục lên khoảng một tầm 160 địa ngục hay 170 địa ngục trong một cái cấu trúc rộng lớn như vậy. Và ở mỗi tầng địa ngục này ấy, thì cái mức độ dài của cái kiếp nạn và mức độ khủng khiếp của các cực hình nó tăng dần qua từng cấp độ. Cứ từng tầng thì nó lại dài hơn và cực hình nó lại khủng khiếp hơn. Từ cái địa ngục đầu tiên là cái địa ngục đẳng hoạt, tức là sống đi chết lại đấy. Đẳng nghĩa là đợi, hoạt nghĩa là sống. Đẳng hoạt nghĩa là ông bị tra tấn cho đến chết rồi, xong lại dội nước lạnh
tỉnh lại, lại tra tấn tiếp, là đợi để sống lại. Thế thì hết cái địa ngục đàng hoạt, cái đại địa ngục này lại đi vào 16 địa ngục, trải hết 16 địa ngục này xong, đó, ta mới đi sang cửa thứ hai, là xuống cái tầng đại địa ngục thứ hai. Xong đại địa ngục thứ hai, lại bắt đầu đi vào 16 cái tiểu địa ngục của tầng này. Cứ như thế, trải qua đến hàng nghìn kiếp. Tức là cái người mà bị đọa vào địa ngục, theo quan niệm của Phật giáo, tức là nó trầm luân ở đó, cho đến tận đáy là cái tầng thứ 10, hoặc tầng thứ 18, hoặc tầng thứ 16. Muôn nghìn cái cực hình khác nhau, tương ứng với những các tội nghiệp mà khi sống ông đã làm. Thế thì những cái hình phạt Phật giáo là chẳng hạn như là trên hình đây, ở trong trong sách, một cái bức đồ họa Phật giáo về địa ngục lạnh, thì ở đây là tất cả những cái người mà bị đọa vào trong cái ngục này ấy, thì như bị ướp đá. Ở trên là các bạn thấy là có thấy một con rồng đó, một con rồng ở dưới địa ngục đang phun hơi lạnh để trừng phạt những cái kẻ tội nghiệp này. Còn đây là một cái bức hình khác mà lúc nãy tôi có nói về cái chu trình mà để tạo ra sự luân hồi đấy, sáu nẻo luân hồi vần quanh đấy. Thì ở đây chúng ta thấy là có người ta vẽ rõ hẳn sáu nẻo đó. Sau khi trải qua các tầng địa ngục với hàng nghìn năm, hàng vạn năm như thế, thì lúc đấy ông mới được xét xem là ông được xứng đáng được tái đầu thai trở thành cái loại gì. Thì cái loại đầu tiên mà được ưu tiên để tái đầu thai đấy chính là dòi bọ. Tức là những người nào mà sống ác nhất ấy, thì không được làm người đâu ạ. Đầu tiên là làm dòi bọ, sau rồi làm gì ạ, các cái loại thủy sinh, tôm, cua, cá, ốc, ếch. Đấy, cái loại thứ ba mới là các loại chim có cánh bay. Loại thứ tư mới là loại gì ạ, gia súc. Loại thứ năm mới bắt đầu được làm người. Nhưng người này phải là người nào ạ? Ăn ở chưa đủ nhân đức thì có khi là chỉ được sinh ra vài giây đã chết. Rồi sinh làm người mù, người què quặt, người ốm đau, người đuôi điếc, ngọng nghịu. Những điều này thì trong khóa hư lục đều có nói cả. Phải là ăn ở nhân nghĩa lắm, phúc đức lắm, như chúng ta ngồi ở đây, đúng không ạ? Mới được làm người. Vâng. Mới có mắt để nhìn, mới có lưỡi để nói. Tức là kiếp trước chúng ta cũng là một người tử tế đấy. Vâng. Theo quan niệm của Phật giáo thì mới được sinh ra ở cái cõi Lespat này. Đúng không? Thì trên đây là tôi đã giới thiệu một cách sơ lược những cái hiểu biết cơ bản của tôi về thế giới quan Phật giáo, quan niệm như thế nào về địa ngục. Thế phần thứ hai là tôi sẽ trình bày về các cái loại hình nghệ thuật khác nhau ở Việt Nam có phản ánh về địa ngục từ thời ít nhất là từ 1.500 năm trở lại đây. Thì có lẽ là những cái tư tưởng về Phật giáo được truyền nhập vào Việt Nam cùng với những nhà sư đầu tiên đi hoằng hóa ở Giao Châu và những cái thế kỷ đầu tiên của Công Nguyên. Đặc biệt là những vùng đất như là Luy Lâu được coi là những cái vùng đất rất là cổ truyền bá Phật giáo. Thế nhưng những dấu vết mà chúng ta hiện còn là ở thế kỷ thứ 5 với hai cái bài, những cái 6 cái bức thư tranh luận về Phật giáo của Đạo Cao Pháp Minh. Trong đó có nói một chút về địa ngục, có nói một chút đến những vấn đề liên quan đến thế giới quan Phật giáo và có địa ngục ở trong đó. Nhưng đó chỉ là thoảng qua. Và phải mãi cho đến thế kỷ 10 thì chúng ta mới thấy là sự xuất hiện của những kinh tràng đào được ở Hoa Lư vào những năm 1960 cho thấy là một cái văn hóa, một cái tín ngưỡng mật tông, nó đã ảnh hưởng đến cái đời sống văn hóa của người Việt. Thế thì 200 kinh tràng do Đinh Liễn cầu siêu sau khi mà ông này giết em trai để giành ngôi thì nó là những hiện vật sống cho thấy là cái văn hóa mật tông và những cái tư tưởng về địa ngục của Phật giáo mật tông nó đã xuất hiện ở Đại Việt, Đại Cồ Việt vào thế kỷ thứ 10
Và những cái kinh tràng đấy là mục đích là nhằm để cầu siêu, giải thoát cho linh hồn của Hạng Lang thoát khỏi địa ngục. Đấy, thế nhưng mà cái thú vị mà tôi thấy ở trong cái lời văn được khắc ở trên kinh tràng này là Đinh Liễn lập đàn cầu siêu cho em. Thế nhưng mà lại còn khắc là gì ạ? Khắc một câu rất là ác là tranh quan chăng nhường chức, trước hạ thủ là hơn. Thế chứng tỏ là ông này là một người có tư chất chính trị và phần nào đó là rất giống bố ông ấy. Ông Đinh Bộ Lĩnh và ông Đinh Liễn là hai người có tư chất chính trị. Họ có khả năng làm những cái việc mà không ai dám làm. Vì ta biết là ông Đinh Bộ Lĩnh khi mà bị hai vua nhà Ngô đánh thì ông đã treo ngược Đinh Liễn lên và cho cung thủ bắn. À tôi xin lỗi, là hơi ngược lại, là hai vua nhà Ngô treo ngược Đinh Liễn lên để dọa Đinh Bộ Lĩnh hàng. Nhưng mà Đinh Bộ Lĩnh đã sai cung thủ cứ nhằm Đinh Liễn mà bắn. Cho nên hai vua nhà Ngô sợ quá. Cho nên là nằm trong một cái môi trường mà nó khốc liệt như vậy thì ông Đinh Liễn không thể nào tha cho em được. Bao nhiêu công làm con tin mà cuối cùng lại bị ông em vừa mới ra đời nâng mất cái ngôi vua thì khó chấp nhận. Và sang đến thời Lý thì hàng loạt các cái bia Phật giáo hiện còn cũng có những ghi chép ít ỏi. Nhưng may mắn thay là chúng tôi còn tìm được một cái bản Phật thuyết đại báo của Phụ Mẫu Ân Trọng Kinh. Trong đó là có những cái hình đồ họa vẽ lại một cái cảnh mà một người con đang vai gánh cha, vai gánh mẹ và nhiễu quanh, đi quanh núi Tu Di. Thì tôi coi đây là một cái biểu hiện của cái báo hiếu đạo đức của Phật giáo và có ảnh hưởng từ cái việc là muốn siêu thoát cho cha mẹ mình thì người con phải chịu rất nhiều đau khổ. Để báo ơn cha mẹ nuôi nấng sinh thành thì người con phải đi nhiễu Phật, gánh cha mẹ nhiễu Phật khắp nơi, vòng quanh núi Tu Di để cho cha mẹ sớm được siêu thoát. Thì trong cái tác phẩm này cũng ghi rất nhiều các cái hình phạt khác nhau, các cái tầng địa ngục. Mà nếu những người con nào ngỗ nghịch, bất hiếu thì khi chết sẽ cũng bị đẩy xuống địa ngục, đọa vào địa ngục. Sang đến thế kỷ thứ 14 ấy, thì chúng ta còn thấy là còn nhiều các cái tác phẩm khác nhau như là Khóa Hư Lục hay là tác phẩm Giáo Tử Phú của Mạc Đĩnh Chi. Thế thì hai tác phẩm này cũng là những cái tác phẩm vừa là văn chương vừa là khoa nghi. Và trong đó có thuyết giảng rất nhiều về các cái tầng địa ngục khác nhau, từ địa ngục Sơn Đao, Núi Đao hay là địa ngục Cưa Xẻ, rồi địa ngục Dầu Sôi, Vạc Lửa, địa ngục Thiết Lê tức là cái cày bằng sắt ấy. Theo quan niệm của nhà Phật thì có một loại tội là người nào mà bị đọa đến lục ngục thì sẽ vào một cái chốn mà chỉ có những cái cày bằng sắt, sẽ cày ở trên mặt đất và thân xác người đó sẽ bị tan nát. Thế thì những cái hoạt cảnh Phật giáo như thế nó rất là rùng rợn và được diễn ra rất mô tả rất cặn kẽ ở trong Khóa Hư Lục và trong Giáo Tử Phú. Thì nếu như Khóa Hư Lục nó là một cái tác phẩm khoa nghi nhằm để thuyết giảng và thực hành nghi lễ Phật giáo, trong đó răn rè rất là sâu sắc về những cái vấn đề liên quan đến sống và chết, thì cái tác phẩm Giáo Tử Phú của Mạc Đĩnh Chi lại là một cái tác phẩm của một nhà nho mượn những cái hình ảnh của địa ngục Phật giáo để dạy con mình. Thì tác phẩm này là tác phẩm nôm đầu tiên hiện biết mà có ghi chép về địa ngục. Sau đó qua đến thế kỷ thứ 16, 15, 16 thì những hình ảnh địa ngục giai đoạn này rất là mờ nhạt. Ngoài một số các cái mảnh vụn rất nhỏ mà vua Lê Thánh Tông có nhắc đến ở trong cái Thập Giới Cô Hồn của Ngữ Văn. Cũng có nói đến địa ngục, cũng có nói đến phong đô, cũng có nói đến những vị thầy tu mà thân đi tu nhưng mà không theo giới, không giữ được giới, đến lúc mà tưởng ngồi tòa sen mà cuối cùng lại lạc vào địa ngục. Thì những cái kiểu răn rè nhà nho như thế đối với Phật giáo nó cho thấy là
Phật giáo thời Lê Sơ ấy, nó chịu ảnh hưởng sự quản chế, sự quản thúc của chính quyền và hệ tư tưởng Nho giáo. Nhưng mà sang đến thế kỷ 17, 18, 19 thì chúng ta có thể thấy rằng là nghệ thuật Phật giáo nở rộ. Nở rộ một phần vì là gì? Vì giai đoạn này là kinh tế giao thương phát triển. Với thứ hai nữa là với những cái cứ liệu hiện còn ấy, thì Lê Sơ rất là ít, Trần rất là ít. Chúng ta chỉ có từ thời Lê trở lại đây, Lê Trung Hưng trở lại đây thôi. Và nghệ thuật Phật giáo giai đoạn này ấy, nó còn lưu giữ được rất nhiều các cái tác phẩm nghệ thuật thuộc hàng kiệt tác. Và trong đó thì có những cái bộ tranh rất là quý, những bộ ván khắc, những bộ phù điêu và những tranh vẽ về các tầng địa ngục. Thế thì ở những cái giai đoạn này ấy, nghệ thuật Phật giáo nó nở rộ ở nhiều khía cạnh và nó còn được bảo lưu cho đến ngày nay. Một phần là do nhà chùa họ có được một cái truyền thống giữ di sản, giữ được những cái pháp bảo của mình. Và qua những thời gian thì mặc dù có giữ được nhưng mà tàn phai cũng đã nhiều. Thì ở đây tôi sẽ trình bày sơ lược qua một số các cái tác phẩm nghệ thuật Phật giáo Việt Nam đã đạt được. Nếu mà ai từng đi chùa thì những cái tác phẩm đầu tiên mà chúng ta có thể biết đến đấy chính là hình ảnh thập điện. Thập điện được đắp ở trong các cái chùa thì thường là tượng bằng gỗ hoặc tượng bằng đất. Khi mà chúng ta đi vào gian Tam Bảo thì ở phía sau hai ông, khi qua hai ông thiện ông ác rồi ấy, thì sẽ đến cái một cái gian ống đi sâu vào trong. Thì hai bên này là mỗi bên là bảy năm vị vua dưới cõi âm ti. Thì đấy là thập điện Diêm Vương. Thì như lúc trước tôi đã nói là trong giai đoạn Đường thì cái quan niệm về thập điện gần như chưa có, mà chỉ có 16 tầng địa ngục hoặc 18 tầng địa ngục. Và chỉ có một vị vua duy nhất, đấy chính là Diêm La, cai quản cõi âm ti. Nhưng khi Phật giáo đã chuyển nhập vào Trung Quốc một thời gian, thì cái tư tưởng về địa ngục của Phật giáo lại hòa kết với tư tưởng địa ngục của Đạo giáo. Và nó tạo thành một hệ thống thần điện là vừa đạo giáo hóa, vừa nho giáo hóa. Ở bên Nam Tông hoặc là bên Ấn Độ, nó chỉ có một ông Diêm La thôi. Hoặc là trong Hindu giáo thì nó chỉ có hai anh em song vương, một nam một nữ. Nhưng vào Trung Quốc thì họ phân gì cả là mỗi một tầng địa ngục thì lại là một ông vua cai quản. Đấy, nó cho thấy là người ta hình dung một địa ngục nó giống như là một cõi hành chính ở nhân gian và do một ông vua cai quản. Thế thì những cái tầng địa ngục như vậy, họ coi mỗi một tầng địa ngục là một tầng triều đình. Và mỗi một tầng triều đình này là có chức năng hành chính là khảo sát, hạch tội, soi tội như thế nào đó. Thế thì như bức hình mà chúng ta nhìn đây ấy, là một bức vẽ mà đã được thực hiện trong cuốn sách này, do hai học giả người Pháp đã thuê một cái ông thợ người Nhật, một vài ông thợ người Nhật vẽ lại. Thế thì những bức này là những bức đồ họa vẽ lại một những cái tác phẩm điêu khắc hoặc là những bức đồ họa ở chùa chùa Nhục Hình. Và sự chuyển thể này nó cũng mang dấu ấn Nhật Bản một chút, bởi vì nét vẽ ở đây nó hơi bị đẹp, nó hơi đẹp, nó không có màu sắc Việt Nam lắm. Nếu trông nữa các bạn có thể thấy là những cái bức hình khác nó Việt Nam hơn. Đấy, thế thì một cái cấu trúc điện như vậy được vẽ với hình ảnh là một ông Diêm Vương to, đúng không ạ? Người ngồi chính giữa chiếm phân nửa bức tranh ở phía trong tầng trên, mặt hơi cúi xuống phía dưới, đang soạn các cái án lệ, các cái tờ án khác nhau, án trạng. Và xung quanh của cái vị Diêm Vương này là những người giúp việc, là ông phán quan này, là người đội mũ đi hia, tay cầm một cái cuốn sổ ghi chép tội trạng. Thế thì những tội trạng đấy là làm sao mà biết được? Đấy, thế thì ở trong nhà chúng ta ấy, bao giờ cũng có một ông mật thám từ gọi âm ti của triều đình. Đấy chính là ông gì ạ? Ông thần bếp, ông táo quân. Đấy, ông nào ăn gì, ăn bao nhiêu con này, ăn ốc 1 vạn con một năm này, mỗi một con ốc chửa thì lại còn có 500 con nữa này. Thế là ông ấy ghi hết, ăn gì, giết gì, ông ghi vào sổ. Ông lên ông tấu Nam Tào, xong rồi ông lại chuyển xuống địa ngục. Thế là chúng ta là cứ rơi hết vào tay ông ấy thôi. Đấy, thế thì
Ngoài ra, ngoài những cái vị phán quan đó thì còn có những cái vị đầu trâu mặt ngựa. Đó. Hóa ra những cái từ đầu trâu mặt ngựa xưa nay mà chúng ta cứ quen gọi hoặc là xuất hiện trong thơ Nguyễn Du ấy, hóa ra là nó từ địa ngục Phật giáo. Thế thì ở đấy là những cái vị là mình người, tất cả đều mình người hết. Nhưng mà mỗi vị sinh tiêu, mỗi vị thần đó tính theo thời, thập nhị can chi đấy, thì là mình người đầu rắn, mình người đầu ngựa, mình người đầu trâu, mình ngựa, người đầu rồng, vân 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 vân. Thì đấy là những cái các cái vị hành chức theo giờ. Và nếu chẳng hạn mình chết vào giờ Ngọ thì sẽ do ông đầu ngựa, ông ấy đón. Thì những cái vị thần này lại được ghi chép trong cuốn sách Phật giáo khác, là Tam giáo khác, đấy là Tam giáo chính độ thực lục, là một cái cuốn sách khoa nghi rất là nổi tiếng mà hiện giờ các cái ông thầy cả Phật giáo lẫn đạo giáo, các ông phù thủy, các ông đạo lưu hiện giờ vẫn có dùng. Và phía dưới của cái tầng bức tranh này ấy, nó là các cái tội nhân, người thì đeo gông, người thì đeo gông, người thì đang quỳ, người thì xõa tóc, và phần dưới cùng là những kẻ đã bị luận tội xong rồi thì sẽ được chuyển xuống để thi hành các cái trừng phạt khác nhau tùy theo những nghiệp mà trước đây khi sống người ấy đã làm. Thế thì 10 cái tầng địa ngục mà được vẽ lại trong cuốn sách này ấy, là một cái sản phẩm của Phật giáo từ thời Tống về sau. Theo như tôi biết thì thập điện Diêm Vương ấy không có trong giai đoạn Lý Trần, mà chỉ có từ nghệ thuật Phật giáo từ thế kỷ thứ 17 trở về sau. Thế thì những cái tác phẩm nghệ thuật mà chúng ta đang xem ở đây, những bức bích họa hay là những bức đồ họa, phù điêu, tượng, thì đều là những cái sản phẩm nghệ thuật của thế kỷ 17, 18, 19 và 20. Thế thì vậy thì những cái tầng địa ngục như vậy nó cứ lần lượt nó trải ra. Nhưng mà do sự hạn chế của cái không gian, của không gian thờ cúng hoặc là không gian trưng bày, cho nên là người ta không thể nào thể hiện hết được 170 tầng địa ngục. Mà mỗi một tầng địa ngục ấy người ta chỉ chọn thôi. Chọn một cái loại địa ngục nào đó nó có thể diễn tả và có thể biểu hiện được hết những cái cảm xúc và những cái khả năng trừng ác của nó. Thì những cái bức tranh như thế này ấy, nó đều vẽ với cùng một cấu trúc. Như tôi đã nói là phần trên là một vị Diêm Vương, đúng không? Xung quanh ông ấy là đầu trâu mặt ngựa, rồi quỷ dạ xoa, ngạ quỷ, rồi các phán quan. Và tầng phía dưới cùng của bức tranh thì luôn luôn là các cái hình phạt. Từ hình phạt như ở đây là gì đấy? Đang là địa ngục cơ sẻ, đúng không ạ? Địa ngục thiết cư. Đấy. Ở đây ví dụ như là địa ngục này, như một số nơi thì người ta gọi là địa ngục thạch áp, tức là một hòn đá được giằng dây và cho thả làm cho người nát nhừ. Đấy. Một tầng địa ngục tiếp ở đây là Đao Sơn, tức là người ta khi bị luận tội xong ấy thì sẽ bị quỷ sứ vác lên và ném xuống núi dao. Thì những cái núi này nó cắm toàn dao thôi, người ta bị ném vào đó. Tiếp theo là một cái hình khác, là như kiểu là một cái hình phạt là giã người, đúng không? Giã người ở trong cối, rùi rũa đâm. Một cái hình tiếp ở đây là gì ạ? Cũng là rùi rũa đâm, treo người lên và dùng dao, dùng rùi. Thiết ma, địa ngục thiết ma. Bức tranh đây là một cái địa ngục khác. Tên được ghi trong tác phẩm này thì là Kim Cương Ngục, nhưng mà hình phạt của nó thì được lựa chọn ở đây là địa ngục thung cữu, tức là bị giã đem vào giã chảy, giã cối như là giã giò. Đấy, còn hình phạt ở bức tranh này, trong bức tranh ghi là hỏa sa ngục, nhưng mà thực ra nội dung được vẽ thì đây là địa ngục đồng trụ, tức là đây là một cái loại hình địa ngục này thì nó vay mượn, theo như tôi biết là được vay mượn trong văn hóa Trung Quốc. À,
ai cũng biết đến Lệ Vương đó. Với cái hình phạt là nung cái cột độc nóng xong rồi bắt người leo lên đó. Thì đây là một cái hoạt cảnh cột độc nóng được nung chảy, và những cái người mà phạm tội là phạm tội về mặt tình dục là ngoại tình chẳng hạn, thì một thân nam một thân nữ là bị đem vào cái cột đồng nóng này và bắt ôm. Đến địa ngục thứ 9 là qua cái cầu Nại Hà đấy. Thế thì những ở lúc này là đã được qua được cái tầng phân loại là những cái người nào mà thiện lành ấy, thì sẽ được cơ cấu đó, cơ cấu làm người và đi qua cầu Nại Hà, và sau đó là sẽ được ở trên là có Phật Quan Âm đến tiếp dẫn để được đầu thai vào cõi khác. Còn những ông nào được định tội rồi thì sẽ được cơ cấu quẳng xuống sông Nại Hà. Chạy trọt chưa đủ. Thì lúc đấy là sẽ có thuồng luồng rồi rắn rết ăn thịt ở dưới sông Nại Hà. Và tầng thứ 10, tầng cuối cùng trong các cái tầng địa ngục Phật giáo ấy, thế là được gọi là chuyển luân. Chuyển luân sau khi đã phân loại, đã cơ cấu xong các cái tội nhân thì và trải qua hết mấy nghìn cái khổ kiếp ở dưới địa ngục ấy, thì các cái những cái người này mới được vào cái tầng chuyển luân là đi khắp các nơi. Để các vị có thể thấy là vẽ ở đây là các cái nẻo luân hồi được vẽ ra. Thế thì 10 tầng được địa ngục được mô tả như vậy, nó không đơn thuần chỉ là vẽ xuông đó, mà hồi xưa trong nhà chùa ấy, thì những cái bức phù điêu đó nó được sử dụng để thuyết giảng. Được sử dụng để thuyết giảng và đôi khi là còn được sử dụng trong các hoạt động khoa nghi. Ví dụ như là những ghi chép vào thế kỷ 17 của các cái giáo sĩ phương Tây là có cái nghi thức phá ngục. Thì nghi thức phá ngục là một trong những cái lễ nghi lễ mà để giải thoát cho những người đã mất. Thì hiện nay là phá ngục vẫn còn, cái nghi lễ này vẫn còn trong đời sống văn hóa. Và rất nhiều các cái tranh đạo giáo, tranh của dân tộc Tây, dân tộc Nùng có vẽ về các tầng địa ngục ấy, thì cũng đều ảnh hưởng từ cả đạo giáo lẫn Phật giáo cả. Thì những ông thầy Mo, thầy Tào khi mà đến những cái mùa cúng ma thì cũng có đều là treo những cái bức thập điện xung quanh cái lễ đàn của mình và thực hành các nghi lễ, vừa giảng có thể là vừa múa rồi thực hiện những cái lễ cúng khác nhau. Nhưng mà vấn đề này là một cái vấn đề hết sức thú vị mà tôi chưa nghiên cứu cho nên không dám nói nhiều ở đây. Chắc là hy vọng tương lai sẽ có nhân duyên để thực hiện những cái nghiên cứu này. Ở đây tôi xin giới thiệu tiếp một số các cái tác phẩm nghệ thuật khác của Phật giáo liên quan đến địa ngục. Thì đây là một cái bộ tranh của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hà Nội, được sưu tầm bởi Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp vào những năm 1930-1940. Thì bộ tranh này, hai bộ tranh này đều đầy đủ, đều có 10 điện cả. Đấy. Và bức tranh này vẽ theo lối vẽ màu, vẽ màu sắc khác nhau. Và những bức tranh này xem thì cái độ cảm xúc của nó cũng mạnh hơn so với những cái nhóm đồ họa. Bởi vì là tranh vẽ màu bao giờ nó cũng có cái độ truyền tải nó sâu sắc hơn, nó ấn tượng hơn. Đấy, thì những cái bức tranh vẽ màu như thế này thì nó thậm chí còn được xuất bản. Một số nhà in bình dân ở Hà Nội vào giai đoạn đầu thế kỷ 20 còn in những cái loại tranh như thế này, in hàng loạt để bán. Thì có thể là cái thị trường văn hóa Phật giáo giai đoạn đó có thể vẫn còn rất là tốt, không như ngày nay, cho nên họ có thể xuất bản được như vậy. Ngoài ra, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 ấy, thì chúng ta còn thấy một cái hiện tượng văn hóa rất là thú vị, đấy là sự truyền nhập, sự hòa giao giữa đạo giáo và Phật giáo trong cái quan niệm về địa ngục. Ở giờ đó thì chúng ta có biết một cái phong trào gọi là phong trào Trấn Hưng Phật giáo đi liền với phong trào Thiện Đàn của đạo giáo phần Việt Nam. Thì đạo giáo Việt Nam giai đoạn này ấy, họ đứng trước một cái cuộc đụng độ văn hóa giữa Đông và Tây, khiến cho đạo giáo Việt Nam giai đoạn đó phát sinh một cái phong trào, nó gọi là phong trào Thiện Đàn, là những cái đàn thiện làm việc thiện. Ở đó thì họ sáng tác kinh sách
sáng tác thơ văn truyền bút, giáng bút. Và họ xây dựng những hệ thống thần điện riêng của đạo giáo Việt Nam. Họ đưa tất cả những vị anh hùng dân tộc vào đó. Từ Trần Hưng Đạo, Mộ Liễu Hạnh, các vị thần Phạm Ngũ Lão, những vị tướng có công với dân, với đất nước thì đều được đưa vào hệ thống thần điện này. Trong đó thì những cái quan niệm về các tầng địa ngục của Phật giáo cũng được đưa vào các cái bộ kinh sách được in ở các thiện đàn này. Thì hiện nay có một số các bộ như vậy còn được lưu trữ ở Viện Nghi Hoan Nôm. Những cái bộ ngọc lịch rất là đẹp, đã được in bằng tranh đồ họa, tức là khắc ván gỗ đấy. Thì cái bộ mà tôi scan đưa ở đây là bộ 10 địa ngục, nhưng mà mỗi địa ngục phải được vẽ bằng hai tranh. Đấy, tôi đã ghép hai tranh vào làm một rồi đấy. Và họ có ghi chú ra là những cái tội nào, phạm phải tội nào thì sẽ phải bị trừng phạt ra sao. Đấy, thì những cái vẫn là những cái hình thức vay mượn từ văn hóa Phật giáo thôi. Và ở cái bức tranh đầu tiên này thì chúng ta thấy là họ còn vẽ cái nghiệt kính ấy, ở trong cái địa ngục đầu tiên của Quảng Tần Vương đấy. Là cái nghiệt kính này là một cái đài có cái gương rất to để cho người chết khi đi vào là phải soi vào đấy là rõ thiện rõ ác luôn. Ông nào làm gì, gây những tội nghiệp gì, làm ác ra sao thì lập tức là không nói dối được. Ở đây không cần lấy khẩu cung, chỉ cần soi gương cái thôi. Tôi chẳng hạn, tôi soi vào mắt anh Mai Anh Tuấn mà tôi thấy tôi là một con quỷ trong đấy thì chắc chắn tôi là con quỷ rồi, không cần phải chứng minh gì nữa. Thì những cái hình dung như vậy qua 10 tầng địa ngục thì cũng vẫn với những hình ảnh như thế thôi. Vẫn là những cái hình phạt rất là khốc liệt dưới các tầng địa ngục. Và ở đây chúng ta thấy là có một sự giao thoa giữa văn hóa đạo giáo với văn hóa Phật giáo. Ngoài ra, sau khi viết xong cái phần giới thiệu này, tôi còn được một người bạn, chị Kiều Ly ở bên Pháp gửi cho một cái bức tranh của về địa ngục trong Thiên Chúa giáo. Và bức tranh này lại được vẽ ở Việt Nam. Đấy. Thế thì cái cấu trúc của cái bức tranh địa ngục này ấy, là theo cấu trúc vũ trụ của Thiên Chúa giáo. Và cái phần Việt Nam mà tôi soi mãi chỉ thấy ở đây chính là cái phần con rồng, đầu cái con rồng ở cái góc phía bên dưới phía tay phải của quý vị. Đấy. Thì có mỗi con rồng đó là con rồng mang màu sắc Việt Nam, thì đó là một cái con rồng địa ngục, loại rồng mà canh giữ linh hồn và có khả năng ăn thịt. Thì ngoài những cái loại hình nghệ thuật như tôi vừa nêu là đồ họa, tượng pháp hay là điêu khắc, thì chúng ta còn thấy là phù điêu, thì ở đây chúng ta cũng thấy là một cái loại hình nghệ thuật cũng rất là phổ biến ở trong các chùa chiền của Việt Nam. Đấy chính là điêu khắc. Người ta dùng những cái mảnh gỗ có thể to bằng nửa hoặc bằng cả cái tivi này. Và họ khắc những cái hoạt cảnh địa ngục ở trên đó. Thế bức phù điêu mà tôi thấy lớn nhất hiện nay được biết, đấy chính là bức phù điêu ở chùa Thầy. Nhưng mà hình như bức này là bức mới làm. Đấy, còn những cái bức cổ như là một cái chùa ở trong Sài Gòn tôi có khảo, đã từng đi điền dã ấy, thì bức đấy có lẽ khoảng cuối thế kỷ 18. Và những bức này như là bức một cái bộ ở chùa Chuông thì có vẽ một cái nhân vật ở đây, tôi không biết là ông nào. Theo tôi đoán có lẽ là ông Ba Bị hay là ông nào đấy. Ở trên đấy là có một cái bị tay nải, xong rồi rất là nhiều đầu lâu dắt ở trong. Thế thì hàng loạt những cái chùa nổi tiếng ở Hà Nội, chẳng hạn như là chùa Giám, à chùa Trăm Gian, chùa Trăm Gian, chùa Thầy, chùa Vĩnh Nghiêm. Đấy thì họ đều dùng những cái phương thức mô tả là bằng những cái điêu khắc Phật giáo như vậy. Thế thì nghệ thuật Phật giáo chắc chắn là một cái lượng di sản của nó rất còn lớn. Và với một mình cá nhân tôi thì chắc chắn là nó, sự mô tả ở đây nó mới chỉ là bước đầu và sơ lược, không thể nào nói hết được những cái giá trị cũng như là sự phong phú của nghệ thuật Phật giáo về các tầng địa ngục. Và cuối cùng là thì một cái bức hình mà tôi có in được, có chép lại được, đã được lưu trữ ở cơ quan tôi, đấy là một cái bức chữ tâm trong sách Ngọc Lịch.
Ở đấy nó nêu khái quát tất cả những cái ý nghĩa của triết học Phật giáo về địa ngục. Tôi rất thích câu này, đấy là Phật tại tâm mà địa ngục cũng tại tâm. Đấy thì dù có vẽ ra bao nhiêu cảnh tượng rùng rợn đi chăng nữa để trừng giới con người, thì cuối cùng triết học Phật giáo người ta vẫn hướng về cái cõi hiện tại. Địa ngục không ở đâu xa, địa ngục ở chính chúng ta, ở tâm của mỗi con người. Và Phật không ở đâu xa, cũng chính ở chúng ta, ở trái tim con người. Tôi xin hết ạ. Rất là cảm ơn cái phần trình bày hẳn là rất là dài chi tiết, mà như trong bài thiểu luận thì anh Trần Trọng Dương có nói là đây là một cuộc chạy việt dã để có thể thâu tóm và giới thiệu một cách cơ bản vắn tắt về cái quan niệm, cái sự xuất hiện của địa ngục trong cái hành trình văn hóa tư tưởng Việt Nam, và đặc biệt cụ thể hơn là Phật giáo Việt Nam. Tôi theo dõi cái bài thuyết trình của anh Dương ấy, thì tôi cảm nhận là thứ nhất là chúng ta thấy là cái quan niệm về địa ngục ở Việt Nam ấy, xuất hiện trong các cái trầm tích văn hóa tư tưởng có lẽ rất là phức tạp. Ở đó nó có sự đan xen, sự dung hòa của nhiều cái tôn giáo khác nhau. Mà như cái phần trình bày của anh Dương thì cho thấy ít nhất nó có cái sự dung hợp của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Cái thứ hai, anh Dương đã nói một cái ý rất là quan trọng. Đấy là xét cho cùng thì thế giới địa ngục, các cực hình ở địa ngục, các cái tầng của địa ngục được tạo dựng bởi Phật giáo hay bởi các tư tưởng khác ấy, thì xét cho cùng ấy, nó nằm ở cái mục đích là răn cái ác để khuyến cái thiện. Nó làm cho cái trật tự của xã hội hiện tại, cái trật tự của xã hội đang sống, của những con người cá nhân cụ thể trên mặt đất, biết một cái thế giới mà mình có thể thuộc về, và từ đó sẽ điều chỉnh cái lối sống của mình. Và tôi nghĩ đấy là một trong những cái phương tiện, cũng là một cái phương pháp mà Phật giáo có thể để chuyển hóa những cái quan niệm của mình vào trong đạo đời sống thường ngày. Thì có lẽ đấy là một cái phương pháp rất là hay để chúng ta nhìn ở khía cạnh giáo dục. Chúng ta khó có thể bắt một cái người mà có một cái nhận thức sai trái về thế giới khác chừng nào họ chưa thấy, hoặc ít nhất họ cảm nhận thấy được những điều tai họa mà họ phải đón nhận. Thì tôi nghĩ đấy là một cái cách để mà đi đến cả cái giá trị nhân bản của Phật giáo. Và cái thứ ba, như những gì anh Dương trình bày, thì có cơ hồ tất cả chúng ta khó lòng mà thoát khỏi địa ngục. Hầu như những ai đã sống, đã làm người, thì phàm phải như thế nào, dù thiện lành hay là không được thiện lành lắm, thì cũng phải kinh qua cái thế giới đó. Tất nhiên chúng ta đều mong mỏi và hy vọng là cái thế giới mà mình bước vào đấy nó ở cái điện thứ nhất, điện thứ hai thôi, chứ mà cỡ lên đến khoảng điện thứ 8, thứ 9 thì có lẽ cũng rất là khó khăn để quay trở lại, để ngồi lại let pass để mà nói. Thì rất là cảm ơn anh Dương đã có một cái buổi một cái thuyết trình rất là chi tiết. Nhưng tôi cũng sẽ có một cái bài ngắn gọn về cái cuốn sách này. Và khác với anh Dương thì anh Dương đã trình bày một cái tổng quan để cho chúng ta khi mà đọc cái cuốn sách này ấy, bởi vì nó còn liên quan đến rất nhiều cái tri thức, đặc biệt là tri thức về Phật giáo. Do đó là chúng ta phải đọc cái bài tiểu luận của anh Dương thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn cái sự phức tạp. Tôi sẽ đón nhận cuốn sách này ở những cái góc độ khác hơn một chút. Tôi muốn đọc cái cuốn sách các tầng địa ngục Phật giáo của hai tác giả người Pháp này trong một cái tinh thần là trước hết là để nhìn ra cái điểm đặc sắc độc đáo của cái tư liệu này trong khối cái tư liệu Pháp về Đông Dương đầu thế kỷ 20, cuối 19 đầu thế kỷ 20. Cái thứ hai đấy là cái cuốn sách này nó cho chúng ta một cái nhìn gì, một cái cảm nhận gì về cái nhân sinh quan, mà cụ thể hơn là nhân sinh quan xuất phát từ Phật giáo. Cái thứ ba đó là tôi muốn khẳng định những cái giá trị đặc biệt, trong đó có cái giá trị về tư liệu mỹ thuật Phật giáo ở cuốn sách này. Cái thứ tư là tôi muốn nói về cái giá trị văn chương của cuốn sách. Và một nữa là tôi muốn có một cái sự nhìn nhận, cái sự chuyển hóa của cái quán niệm, cái ý niệm của chúng ta về địa ngục
từ trong thời cổ trung đại đến thời hiện đại khác nhau như thế nào. Thì trước hết thì chúng ta biết rằng là những năm gần đây thì ở Việt Nam ấy, cũng như các đơn vị làm sách ấy, thì có một cái xu hướng là nỗ lực giới thiệu rất nhiều các tư liệu Pháp về Đông Dương, về Việt Nam, về An Nam. Thì bằng cái sức đọc của tôi, dù rất hạn chế, thì tôi nhìn thấy rằng là có lẽ đây là một cái tư liệu rất là đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ nào? Trước hết thì những gì mà tôi được đọc các tư liệu Pháp về Đông Dương thì phần lớn là tiếp cận An Nam, tiếp cận Đông Dương trên rất nhiều khía cạnh lớn. Những khía cạnh mà chúng ta có thể kiểm chứng được và xác thực được, ví dụ về địa lý, về chính trị, về xã hội, về cấu trúc của làng xã, về cấu trúc của tâm tính con người Việt Nam. Tất nhiên cũng có những cái tư liệu, những cái nghiên cứu về tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Nhưng cơ bản những cái nghiên cứu đó, chẳng hạn như là nghiên cứu của Gustav Dumontier về chính Phật giáo ở Hà Nội này, thì họ chủ yếu nhìn nhận Phật giáo ở các cái phương diện như là cái tổ chức, cái sự thực hành, các nghi lễ, tức là cái khía cạnh hiện hữu vật chất của nó. Còn cái cuốn sách này, cái tư liệu này thì nó lại đi vào một cái khía cạnh tôn giáo, mà cụ thể là Phật giáo, theo tôi là hơi siêu hình, là đi tìm xem là cái nhận thức, cái quan niệm, cái hình dung của người Việt, mà cụ thể hơn là qua giới nhà chùa, về địa ngục như thế nào. Và đó là có lẽ là một cái khía cạnh mà theo tôi tưởng là nhỏ nhưng lại là khá là quan trọng, vì nó lách vào cái thế giới tâm linh của người An Nam, thế giới tâm linh của người Việt. Do đó tôi nghĩ là đứng về mặt khía cạnh tư liệu thì đây là một cái cuốn sách, một cái tư liệu dù ngắn nhưng có thể bổ sung cho chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn về đời sống xã hội, đời sống chính trị cũng như là đời sống tinh thần tâm linh của người Việt đầu thế kỷ 20. Thế thì cái cuốn sách này nó cho chúng ta một cái nhìn gì, một cái cảm nhận gì về nhân sinh quan người Việt bằng cách là các tác giả kể lại cái câu chuyện qua việc đối thoại với một vị nhà sư ở trong chùa Bảo Ân để hình dung về các cái thế giới địa ngục. Thì trước hết tôi sẽ lược thuật lại, lúc nãy anh Dương đã nói rồi, nhưng tôi sẽ lược thuật lại để cho các anh chị, các quý vị cùng nhìn lại những gì mà họ mô tả theo lời kể, lời giải thích của vị thiền sư ở trong chùa. 10 cái điện địa ngục, 10 cái tầng địa ngục. Thứ nhất là nhất điện, đấy là nơi mà Tần Quảng Vương trừng trị những kẻ ăn trộm và những kẻ làm sai trái bổn phận, những kẻ khi còn sống không sử dụng của cải tài sản sao cho công bằng. Đó, thì đây là cuốn sách họ nói, tôi không có bình luận gì khác. Mà nếu chúng ta muốn đối chiếu cái sự chân xác hoặc là cái sự sai khác nào đó thì chúng ta phải đối chiếu với cái bài tổng luận của anh Dương ở đầu sách. Cái thứ hai là nhị điện, đấy là nơi Sở Giang Vương trừng trị các dục vọng xấu xa, sự thèm khát của cải của người khác. Cái thứ ba là Tam Điện, là nơi Tổng Đế Vương trừng trị những kẻ mắc tội khi quân phạm thượng. Thì có lẽ là cái chỗ này là bắt đầu có một cái mà như anh Dương nói, là khi mà trừng trị cái này thì có vẻ nó mang màu sắc Nho giáo một chút rồi. Đó, cái tinh thần của Nho giáo, vì khi quân phạm thượng, nếu như theo đúng lời ngôn ngữ được diễn tả ở trong này thì nó đã là mang màu sắc của Nho giáo rồi. Tứ Điện là nơi Ngũ Quan Vương trừng trị những đứa con trai hư đốn, những kẻ không tuân theo lẽ tự nhiên mà phạm tội bất kính. Cái này thì rõ ràng là ở trong Phật giáo và cả Nho giáo cũng đều cùng chung một cái quan điểm. Ngũ Điện là nơi Diêm La Vương trừng trị những kẻ dâm đãng. Lục Điện thì đấy là nơi mà có lại cái chỗ này thì có một cái sự nhầm lẫn, thì tôi cũng là nói luôn là trong như chú giải thì đó là Biện Thành Vương trừng trị những kẻ ngoại tình và loạn luân. Thất Điện thì là Biện Thành Vương trừng trị những cái tội vu khống, suy diễn. Bát Điện là trừng trị những kẻ phạm tội đốt nhà, những kẻ gieo rắc nạn trộm cướp, chết chóc và nước mắt, những kẻ phá hoại tài sản và làm trái đạo lý tự nhiên. Cựu Điện là Đô Thị Vương trừng trị những kẻ giả nhân giả nghĩa. Và cái điện cuối cùng là cái điện mà như anh Dương lúc nãy có thuyết trình, đấy là nơi mà Chuyển Luân Vương phán xét cái mức độ tu tỉnh của mọi người và cái cơ hội để cho chúng ta có thể bước ra cái cửa nào đó nó tốt đẹp hơn là nằm ở cái điện cuối cùng này.
Thế qua cái việc mà hai tác giả người Pháp này tường thuật lại cái lời thuyết trình của vị thiền sư ở chùa Bảo Ân, thì chúng ta nhìn thấy cái nhân sinh quan Phật giáo của người Việt được thể hiện như thế nào. Thì ở đây tôi nghĩ là nó có ba cái điểm mà có lẽ anh Dương cũng lúc nãy đã nói rồi và chúng ta cảm nhận được. Thứ nhất, rõ ràng là cái tinh thần sống khuyến thiện, cái tinh thần mà ngăn ngừa cái ác, ngăn ngừa những thói hư tật xấu của con người thế tục là một cái tinh thần phổ biến. Và nhưng mà có lẽ nó mang màu sắc đậm hơn cả là trong cái tinh thần của Phật giáo bình dân, tức là một cái thứ Phật giáo mà nó gắn liền với đời sống thường ngày. Lúc này anh Dương có nói rằng là những cái nghệ thuật Phật giáo nó bắt đầu xuất hiện và mạnh bắt đầu từ thế kỷ 17. Thì theo tôi đó cũng là khi thời điểm mà Phật giáo bình dân bắt đầu phát triển, đặc biệt là các hệ thống chùa làng bắt đầu mọc lên và Phật giáo bắt đầu chạy về trú ẩn ở nông thôn. Đấy là cái cơ hội mà tôi nghĩ là những bài học về khuyến thiện, bài học về sống tốt bắt đầu được phổ cập một cách khá là rộng rãi và là đơn giản hơn nhiều so với cái Phật giáo mà lúc bấy giờ, lúc trước là tồn tại chủ yếu trong ở phần phía kinh thành và phía tầng lớp có học nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng đây là một chùa Bảo Ân, hay rộng ra là cái hệ thống thiết chế Phật giáo qua các cái hình thức mà nghệ thuật này làm cho người dân nhận thức cụ thể hơn về cái hành trình mà họ phải đối mặt sau khi chết. Đó là một cái cảm nhận mà về cơ bản là gây nên một cái trạng thái hơi rùng rợn, sợ hãi, ghê sợ. Do đó, ý niệm về địa ngục đồng thời đặt cái nhân sinh quan của người Việt trong cái ý thức sống tốt ở thời điểm cụ thể ở trần gian. Và đó là lý do mà vì sao lát nữa tôi sẽ nói rằng là cái hệ thống văn chương, đặc biệt là cái truyện thơ nôm bình dân bắt đầu từ thế kỷ 17, 18 trở đi, thì về cơ bản đều nằm trong một cái tinh thần của Phật giáo khuyến thiện và đưa đến một cái kết thúc có hậu cho cuộc đời của con người trải qua rất nhiều trầm luân và khổ ải. Và một cái thứ ba nữa là từ những cái bức những cái câu chuyện này thì chúng ta thấy có một điều này. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái sản phẩm của trí tưởng tượng. Và chúng ta thấy là rất khó để có thể đưa ra một cái kiểm chứng về độ chính xác hoặc là cái độ đúng sai của nó. Nhưng những câu chuyện được kể ở đây cho thấy cái trí tưởng tượng của người Việt và chịu ảnh hưởng của Phật giáo đã vươn xa hơn cái cõi thế tục mà người ta đang tồn tại. Thì tôi nghĩ rằng là đứng ở góc độ nào đó thì xét nhìn tổng thể ấy, thì tôi nghĩ là người Việt không phải là cái người mà quá giỏi tưởng tượng. Thế nhưng mà riêng cái thế giới được hiện hữu hóa qua cái tưởng tượng này thì tôi lại thấy quá là sinh động. Và có lẽ vì thế cho nên nó sẽ đi vào đời sống thường ngày, không chỉ ở thời điểm thời kỳ trung đại mà ở thời điểm hiện tại vẫn còn rất là mạnh mẽ. Chỉ có điều là chúng ta thấy là có một cái điểm rất khác biệt là nếu như chùa ngày xưa, mà cụ thể là chùa Bảo Ân, phải điêu khắc hoặc là đắp nổi những cái hình ảnh này, hình ảnh địa ngục này, thì bây giờ các chùa rất đơn giản thôi, người ta in cái tấm áp phích, thế là treo ở bức tường ai vào cũng nhìn được, chả khó cái nghệ thuật nào. Thế nhưng như vậy thì nếu lỡ có hai ông Pháp nào lại đi vào tham quan các chùa thì họ chẳng có gì để mà khắc cả. Đây là chỉ có lẽ là chỉ chụp ảnh lại thôi, đúng không? Cái điểm thứ hai tôi muốn nói ở cuốn sách này, đấy chính là cái điểm mà anh Dương đã trình bày. Đấy là cái giá trị tư liệu mỹ thuật của cuốn sách. Thì ngoài cái phần tường thuật lại câu chuyện, thì có lẽ cái giá trị đặc sắc của cuốn sách này chính là những cái bức tranh khắc từ diễn tả cái thập điện địa ngục ở trong sách. Nếu lời kể của hai tác giả là chính xác, rằng câu chuyện mà họ được nghe kể cũng như những bức tranh khắc mà họ được nhìn thấy là ở chùa Bảo Ân ở Hà Nội, thì chúng ta lại thấy rằng là quả thật cái việc biến mất của chùa Bảo Ân như lúc nãy tôi có nói với anh Dương, đó là một điều quá tiếc nuối. Bởi vì ngoài cái giá trị về kiến trúc rất lớn của chùa Bảo Ân,
cái giá trị tôn giáo của chùa Bảo Ân, thì có một cái giá trị mà nhờ cái cuốn sách này chúng ta nhìn thấy, đó là cái giá trị mỹ thuật của Phật giáo, tự ảnh hưởng từ Phật giáo. Và những cái bức tranh được khắc lại từ chùa Bảo Ân, cho dù qua bàn tay của nghệ nhân Nhật như anh Dương có nói, thì tôi vẫn nghĩ rằng là chúng ta quá là tài hoa trong cái câu chuyện này. Và nhân đó thì tôi sẽ mở rộng ra một điều rất quan trọng, là trong một cái công trình nghiên cứu của một cái nhà chính trị cũng là đồng thời một học giả Pháp đầu thế kỷ 20 là Henri Goudon, trong cái cuốn có tên là Nghệ thuật xứ An Nam, thì ông có một cái phát hiện, một cái kết luận rất là quan trọng rằng là trong thời kỳ trung đại của chúng ta ấy, thì cái hội họa, tức là hội họa vẽ theo nghĩa hiện đại ấy, là không hề xuất hiện. Mà cái đặc sắc mỹ thuật hội họa của người An Nam ấy thì chủ yếu là tìm từ tôn giáo, mà cụ thể hơn là Phật giáo. Thế nhưng mà trong Phật giáo ấy, thì ông lại nhắc một cái điều rất quan trọng, là chúng ta đừng cứ tìm cái sự sáng tạo, cái sự riêng khác ở phần chính điện, tức là ở cái phần mà Tam Bảo. Bởi vì ông ấy cho rằng là tất cả những cái tượng Phật ở Tam Bảo ấy thì đều giống nhau. Cái điều khác biệt nhất trong mỹ thuật Phật giáo là nằm ở cái phần hậu điện, là chính nơi mà những cái người dân bình thường họ có thể truyền tải những cái nhìn, cái cảm hứng của họ liên quan đến Phật giáo qua những cái bức tượng, qua những bức phù điêu. Lúc nãy anh Dương có nói rằng là cái phần mà những cái phần thập điện ấy thường là người ta nặn hoặc là người ta đẽo từ gỗ, thậm chí rất thô mộc, thì chính đó là một cái phần mà thể hiện rõ cái sự tài hoa, cái sự sáng tạo của mỹ thuật Phật giáo. Thì tôi nghĩ rằng là cái nhận định đó của Henri Goudon có lẽ nó sẽ đúng với cái trường hợp mà chúng ta xem xét những cái bức tranh khắc từ cuốn sách này. Tôi nghĩ rằng là chúng ta nhìn thấy ở đây cái sự tài hoa, cái sự chính xác, cái trí tưởng tượng rất là phong phú để chuyển thể những câu chuyện từ trong kinh Phật ra những hình ảnh cụ thể ở trên, những đường nét cụ thể ở trên hình khối. Và vì thế cho nên trong cuốn sách này, thì cái phần cuối cùng của cuốn sách ấy, thì hai tác giả ấy bày tỏ một cái cảm xúc rất lớn, một cái sự ngưỡng mộ rất lớn đến cái sự tài hoa của các nghệ nhân đó. Thì ông có chép ra ở đây cái phần nhận định của ông ấy, rằng là cái sự tinh tế lạ lùng của những nét vẽ, sự táo bạo khi thể hiện những cái bộ mặt rạng rỡ, nhân từ hay là run rẩy dần dự, đấy là những cái phần mà tôi nghĩ là sống động. Tất nhiên ở đây thì như anh Dương nói là có thể qua cái, bây giờ chúng ta nhìn tranh thì có thể là qua cái nghệ nhân Nhật rồi, nhưng mà lúc mà họ quan sát trên tường ấy thì quả thật là chắc chắn đã đem lại một cái cảm xúc rất lớn cho họ, một cái sự ngưỡng mộ rất lớn cho họ. Và ở đây họ có nói một cái ý rất là hay cuối cùng này, tức là lâu nay thì có lẽ người Pháp cứ xem thường cái khả năng nghệ thuật, mỹ thuật của người dân An Nam, và xem những cái bức vẽ đấy là những cái bức vẽ của sản phẩm của trẻ con. Nhưng mà đấy, họ ông nói là than ôi, người ta lại thường hạ thấp sự hiểu biết độc đáo của họ. Thì tôi nghĩ đấy là một cái sự nhận thức, một cái sự vỡ lẽ rất đáng chú ý của hai tác giả sau một cái hành trình mà họ vừa được nghe vị thiền sư thuyết giảng, vừa đồng thời được quan sát một cách trực tiếp các cái phần điêu khắc có lẽ là trên tường của chùa Bảo Ân, để nhận thức rõ hơn về cái khả năng sáng tạo, cái sự tài hoa của người An Nam. Và như vậy thì tôi nghĩ là cái cuốn sách này chúng ta có thể là nhìn ở cái phương diện mỹ thuật thì lại có thêm một cái tư liệu để có thể nghiên cứu về cái lịch sử mỹ thuật chịu ảnh hưởng từ Phật giáo như anh Dương vừa trình bày. Cái điểm thứ ba là tôi nói đến cái giá trị của văn chương của cái cuốn sách này. Mặc dù đây là một cái cuốn sách mỏng, nhưng về cơ bản như anh Dương nói lúc nãy là một cái cuốn sách có thể xếp vào cái thể loại văn chương, tạm gọi là một cái văn chương du ký có tính chất truyền kỳ, kể lại một cái chuyến đi, một cái chuyến thăm thú nhà chùa, và rồi tường thuật câu chuyện đối thoại giữa họ và vị thiền sư. Thế thì vì sao nó có cái tính văn chương? Thì tôi nghĩ là này, cái tính văn chương trước hết nó nằm ở một cái khía cạnh rất quan trọng, đó là những cái mô tả, những cái tường thuật lại từ các cái thập điện đó là thông qua trí tưởng tượng. Hay nói cách khác, nó là một cái sản phẩm tôi nghĩ là có tính chất hư cấu. Nó đòi hỏi một cái kỹ năng diễn đạt bằng ngôn từ cái sự tưởng tượng đó. Do đó nên chúng ta thấy là trong cái đoạn miêu tả những hình phạt ở một số cái điện ấy, thì tôi thấy là cái cách mà hai tác giả để làm biểu đạt những cái cực hình ấy, nó rất sinh động. Và đây là một cái nỗ lực văn chương.
Thế thì tôi có đưa ra một cái đối sánh với một cái tác phẩm truyện thơ Nôm. Thì trong cái cuốn sách này thì có nhắc đến cái tác phẩm truyện thơ Nôm là cái tác phẩm Phạm Tại Ngọc Khoa. Thì tôi này sẽ không nhắc lại cái tác phẩm Phạm Tại Ngọc Khoa nữa, mà nhắc cái tác phẩm Phạm Cốc Quốc Khoa, một cái truyện thơ Nôm khuyết danh ở thế kỷ 18-19. Thì trong cái truyện thơ Nôm Phạm Công Quốc Khoa này thì có một cái phần rất là quan trọng, là cái phần mà anh Phạm Công anh xuống địa ngục để anh đi tìm vợ Quốc Khoa. Là cái phần đó, theo như tôi đọc ấy, thì là cái phần hay nhất của cái truyện thơ Nôm đó. Cái phần phiêu lưu nhất, cái phần hấp dẫn nhất, cái phần mà cho thấy cái trí tưởng tượng của người bình dân có lẽ là lấp lánh nhất trong toàn bộ cái phần cốt truyện của cái Phạm Công Quốc Khoa đấy. Thì tôi có đọc thì thấy là hóa ra là cái trí thức bình dân trước khi mà hai tác giả này được nghe kể lại, nó có những điểm rất tương đồng với cái lời kể của vị thiền sư mà họ tường thuật lại. Tức là cái anh Phạm Công này, anh cũng đi qua rất là nhiều cửa, mà trong chuyện gọi là các cái tràng ra đón ấy, các cái cửa đến cửa 1, cửa 2, cửa 3, cửa 4, cửa 5, rất nhiều cửa. Tức là mỗi cửa như vậy thì anh chứng kiến được rất nhiều cái hình phạt, những cái cực hình rất là khác nhau và rất khủng khiếp. Và những cái ngôn ngữ của người bình dân để dùng cho những cực hình đó thường là rên la, rồi rên xiết, rồi kêu gào, rồi khóc thảm thiết. Tức là nó rất giống với một cái ngữ pháp chung mà hai tác giả người Pháp này đã sử dụng lại. Thì trong đó có những cái cảnh mà ví dụ như là có những cái cảnh rất là thú vị, như là có những cái chết oan. Ví dụ phụ nữ mà đang trưa mà ra tắm tự nhiên cảm lạnh rồi chết, xuống đấy kêu oan cũng bị sử như thường. Rồi thì có rất nhiều nhà sư đồi lốt sư, rồi cũng bị xuống sử. Rồi thì kể cả những người đi buôn nước mắm mà để pha nước mắm nó loãng quá, chất đạm nó ít, xuống đó cũng bị xử luôn. Tóm lại thì nói chung cơ hồ như tôi nói lúc nãy, thì cơ hồ chúng ta đều không thoát được khỏi địa ngục, chỉ có mức độ là nó ở trước cửa nào thôi. Cho nên có thể nào chúng ta sẽ gặp nhau ở một điểm nào đó. Thế thì có những cái cách trừng phạt rất là độc đáo. Ví dụ như là anh Phạm Công anh nhìn thấy là đàng kia có một đàn gà mọ dài cửa sắt, lấy đà xông vô mổ lia lịa một bọn tù, tứ chi gông chặt đầu u mặt bầm. Thế là hóa ra là cái bọn này là cái bọn đi buôn bán là vớ va vớ vẩn, là buôn thừa buôn thiếu. Thế là xuống đấy là bị cái đám gia súc này nó vào nó tấn công, nó trừng trị. Thế những cái miêu tả rất là sinh động đó trong cái truyện thơ Nôm Phạm Công Quốc Khoa ở thế kỷ 18-19 đấy, nó cũng có những cái điểm tương đồng như lời kể của vị thiền sư, chứng tỏ rằng là gì? Cái nhận thức chung về địa ngục nó có thể giống nhau. Và từ đó cho nên là cái sự biểu đạt bằng ngôn ngữ, mà cụ thể hơn là ngôn ngữ văn chương, nó cũng có những cái điểm tương đồng. Và tôi nghĩ đấy là một cái điều rất là thú vị. Bởi vì xét cho cùng, chúng ta viết về một cái thế giới khác, tưởng tượng về một cái thế giới khác, nó đòi hỏi rất nhiều cái phẩm chất, rất nhiều phẩm chất. Còn nếu mà nhìn thấy chúng ta đang ngồi như thế này mà miêu tả lại thì dù sao thì nó cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi nói thêm một cái ý nữa, đấy là thực ra thì cái câu chuyện mà chúng ta đang đọc đấy tưởng chừng như là chỉ có hai tác giả này là nói cái câu chuyện của phương Đông, nhưng không hẳn. Thì ngay từ đầu á, là họ đến với cái ngôi chùa này và họ bắt đầu cái câu chuyện này bởi cái tinh thần của phương Tây. Tức là phương Tây thì chúng ta biết là họ cũng chịu ảnh hưởng rất nặng của Thiên Chúa giáo. Mà Thiên Chúa giáo thì cũng có một cái thế giới thiên đàng về địa ngục như là Phật giáo. Do đó cho nên là cái phần đầu của cuốn sách ấy, nó có phần đối thoại. Mà ở đó thì có vẻ như các tác giả phương Tây, hai tác giả này lúc đầu là còn chưa tin lắm vào một cái thế giới địa ngục mà người An Nam có. Thế nhưng mà thông qua câu chuyện đó thì người ta mới hiểu ra rằng là nó có những điểm tương đồng. Thì trong cái phần đối thoại đấy thì có một cái điều rất là thú vị, rằng là cái lời giới thiệu của ông Enat Renan ấy, thì ông có nhắc đến cái tác phẩm Thần Khúc của Dante. Thì chúng ta biết là Dante là một cái thi sĩ rất là vĩ đại của Ý, và ông có một cái tác phẩm cũng rất lớn ở tên là Thần Khúc, xuất hiện vào thế kỷ 14. Thế thì trong cái tác phẩm Thần Khúc này thì ông Dante cũng miêu tả một cái chuyến đi, một cái cuộc phiêu lưu rất kỳ thú về cái thế giới âm ti địa ngục.
theo cái nhãn quan của Thiên Chúa giáo. Và có ba cái phần, đó là hỏa ngục, luyện ngục và thiên đường. Thì ông Enad Renan ấy, khi viết cái lời giới thiệu cho cuốn sách này thì có một ý rất hay là gì? Các nhà bình chú về Dante hẳn cũng sẽ phải tận dụng công trình tuyệt vời này của các ngài. Tức là ý ông Renan này muốn nhấn mạnh rằng là cái nhìn của các nghệ sĩ phương Đông ấy, các Phật giáo phương Đông ấy, nó cũng phong phú không kém gì, và thậm chí là có một cái vài cái điểm mà có thể đối thoại lại với cái nhãn quan của thần khúc của Dante. Thì trong thần khúc của Dante thì có 9 cái tầng địa ngục, và 9 cái tầng địa ngục ấy được đặt tên như là u minh, nhục dục, phàm ẩn, tham lam, thịnh nộ, dị giáo, bạo lực, gian trá, phản bội. Tuy nó có hơi khác so với cái sáng tạo của câu chuyện này, thập điện ở đây, nhưng tôi nghĩ là về bản chất ấy, thì nó vẫn có những điểm gặp gỡ Đông và Tây, tức là đều trừng trị những cái bản tính xấu xa, đồi bại, những cái bản tính có tính chất xúc sinh, xúc vật của con người, và từ đó để có thể đưa ra và khuyến thiện, rồi đồng thời xiển dương những cái giá trị tốt đẹp của con người. Thế như vậy thì rõ ràng cái cuộc gặp gỡ, một cái cuộc trò chuyện ngắn ở trong chùa đấy, nó cho thấy một cái sự gặp gỡ trong tinh thần của Đông và Tây. Nó khác với một số cái nhìn, chẳng hạn như cái nhìn về cấu trúc tâm lý tộc người, thì đôi khi nó có một cái sự mâu thuẫn đối kháng rất lớn. Tức là cái nhìn của học giả Pháp ấy. Gần đây chúng ta có một cái cuốn rất là gây cũng khá là nhiều tranh cãi, là cái cuốn Tâm lý người An Nam của Paul Gillen, thì chủ yếu là xem thường, khinh thường người An Nam thôi. Thì tôi nghĩ là đấy là một cái điều thú vị. Một điều cuối cùng mà tôi muốn nói là từ cái cuốn sách này thì thực ra thì chúng ta thấy là cái nhận thức về quan niệm chúng ta về địa ngục ấy, nó có rõ ràng nó có đã chuyển biến. Tôi không đủ cả cứ liệu và thời gian để nghiên cứu, nhưng mà tôi thấy có một cái sự chuyển biến, chuyển nghĩa rất là rõ trong cái nhìn về địa ngục ở thời kỳ hiện đại. Nếu như chúng ta vừa nghe anh Dương nói thì về cơ bản các trí thức Phật giáo ở trước đây đều kiến tạo một cái thế giới địa ngục ở ngoài mình, ở phía khác, ở cõi không nhìn thấy. Thì cái nhìn của thời hiện đại ấy, có xu hướng chuyển cái địa ngục ấy về thế giới chúng ta đang sống. Hay nói cách khác, đôi khi họ biến cái nhận thức thực tại bằng chính nhận thức địa ngục. Thì lúc này tôi có nhắc đến cái cuốn Thần khúc của Dante, thì ở đây tôi có nói một cái ví dụ rất là thú vị. Đây là một cái bộ phim của một đạo diễn người Ý, Pier Paolo Pasolini. Thì ông này, ông cũng có một cái bộ phim mà dựa trên một phần cái mô hình của Dante. Cái bộ phim này là cái bộ phim rất khủng khiếp. Bộ phim này có tên là Salo, hay là 120 ngày địa ngục. Nó dựa trên cái cuốn tiểu thuyết 120 ngày của Marquis The Set. Cái ông này ấy, thì là vốn dĩ là một cái nhà văn người Pháp, được coi là một cái nhà văn mà chuyên đi vào những cái đề tài khủng khiếp nhất của nhân loại, là bạo lực, là tính dục, là cuồng dâm, vân vân. Thì ông đạo diễn này ông dựa trên cái chuyện đó. Thì cái bộ phim này thì nó gây tranh cãi khủng khiếp, có lẽ là một trong những cái sản phẩm điện ảnh mà muốn biểu đạt một cách rõ ràng nhất cái ý niệm địa ngục trần gian là gì, cái nhận thức về trần gian là gì. Cái câu chuyện này, nếu như trong tác phẩm tiểu thuyết ấy, thì là nó dựng bối cảnh nước Pháp thế kỷ 18. Thì ông này, ông lại có một cái ý rất hay, là ông chuyển toàn bộ cái bối cảnh đấy ở vào đầu thế kỷ 20, mà cụ thể là thời của phát xít Ý vào những năm cuối những năm 40, tại một cái nước Cộng hòa Salo, nơi mà chính ông đạo diễn này đã từng sinh sống. Thì cái bộ phim này nó tập trung đi vào rất sâu vào những cảnh cuồng dâm, những bạo lực, những cảnh tra tấn rất khủng khiếp. Và hầu như phải nói là đây là bộ phim bị cấm nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới, bị cấm chiếu nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới, vì nó quá quá chân thực và khủng khiếp trong việc mô tả cái gọi là thế giới địa ngục trần gian. Thế thì nhưng mà một điều thú vị nữa là gì, cái bộ phim này cũng học theo mô hình của Dante, tức là cũng có những cái 4 cái phần như thế. Thì tôi muốn nói rằng là gì ạ, có lẽ là nghệ thuật thế kỷ 20, ít nhất là nghệ thuật hiện đại, đã bắt đầu có một cái xu hướng, đấy là họ không còn nhìn thấy địa ngục ở thế giới bên ngoài mình nữa, ở khác mình nữa, mà thì địa ngục là chính là nơi chúng ta đang sống. Mà có một cái cụm từ có lẽ rất phổ biến
đấy là địa ngục trần gian. Tôi có thử tìm thì có cho ra kết quả là hơn 3 triệu cái cụm từ địa ngục trần gian ở chỉ trong vòng chỉ để mấy giây thôi trên Google. Thế như vậy rõ ràng là con người hiện đại không nhìn thấy địa ngục ở phía tương lai mà ở thì hiện tại. Mà khi đã nói là địa ngục trần gian thì chúng ta phải thấy nó thú vị thế nào. Thì tôi chỉ đưa ra một cái ví dụ thôi. Trên lĩnh vực báo chí truyền thông thì có một cái bài viết cách đây 1-2 năm thôi có tên là những địa ngục trần gian nổi tiếng của du lịch Việt. Mà tất nhiên cái chữ địa ngục trần gian là để trong ngoặc kép. Thế hóa ra cái bài này là viết về những nhà tù Phú Quốc, nhà tù Sơn La, rồi thì một số cái nhà tù rất nổi tiếng của thời Pháp. Và bây giờ nó trở thành những cái địa điểm du lịch nổi tiếng. Thế hóa ra là con người ta cũng háo hức và cũng tò mò đi tìm kiếm địa ngục và đi thưởng thức địa ngục, chứ không phải là hoàn toàn sợ hãi về nó. Mà điều thú vị là chúng ta biết là nếu như những gì cuốn sách này trình bày thì cái thập điện đó nó chỉ trừng trị những người ác thôi, người phạm tội thôi. Thế nhưng những địa ngục trần gian này thì ai ở trong đấy? Toàn những chiến sĩ cách mạng của chúng ta, những người tốt cả. Thế thì hóa ra nếu chúng ta dùng cái chỗ này gì mà không cẩn thận ấy, thì đôi khi là hiểu vào địa ngục đấy là lại hỏng hết, hiểu không? Nên là cái khái niệm địa ngục trần gian đấy nó lại bị chuyện nghĩa mất rồi. À, rồi thì có một cái bài tâm sự gần đây trên báo VN Express có tên là gia đình với tôi là địa ngục trần gian. Thế thì nếu mà khi đã nhận thức là gia đình là địa ngục trần gian rồi thì khó để con đi đâu được nữa. Thế thì thưởng thức ngay ở đấy rồi còn đi đâu được nữa. Thế thì cái này thì có lẽ là chúng ta lát nữa tôi hơi băn khoăn về cái cách chúng ta đang hình dung địa ngục như này. Có phải vì chúng ta đang muốn cụ thể hóa những cái cực hình, những cái đau khổ, những cái bi cực trong đời sống của chúng ta để đồng nhất với địa ngục hay không? À, thậm chí là còn có một cái bài hát có tên là Địa ngục trần gian. Cái bài hát này thì tôi không có theo dõi cái lời ca từ thì hóa ra nó chẳng có gì ghê gớm cả. Ý của bài hát nó rất đơn giản thôi. Tức là kể về một cái mối tình mà trong đó cái cô gái mình yêu thì không may chết sớm. Thế thì anh này anh sống cô độc, cô đơn ở trên trần gian một mình. Và những cái nỗi đau đớn mất người yêu thì là nó tương đương về địa ngục trần gian. Thế nếu nói như thế thì tất cả quý vị ở đây và chắc tôi và anh Dương đều đã có từng có cái địa ngục trần gian này rồi. Hy vọng là không phải thêm một lần địa ngục nữa. Tôi nói vui như vậy để chúng ta thấy là cái việc mà chúng ta chuyển nghĩa từ cái quan niệm địa ngục theo cái nhìn của Phật giáo về cái quan niệm địa ngục trần gian theo cái nhìn của ngày đại hôm nay ấy, nó cho thấy chúng ta là luôn luôn con người đời sống chúng ta luôn luôn nằm trong một cái trạng thái là đầy lo lắng, đầy bất an và chịu rất nhiều cái bi kịch, chịu nhiều cái áp lực. Nhưng xét cho cùng thì chính những cái điều đó lại khiến cho con người ta có cái lòng khát sống hơn, tham sống hơn và phần nào đó thì muốn sống tốt hơn. Hay nói như anh Dương là đấy, địa ngục hay là Phật nó vẫn ở tại tâm. Dù tâm là một cái thứ gì đó rất khó nhìn thấy, thế nhưng mà thôi cứ yên tâm là nó vẫn ở trong mình. Thế thì tôi nghĩ là cái cuốn sách này nó vẫn hoàn toàn thú vị để cho chúng ta đọc ở thời điểm hôm nay. Xin cảm ơn mọi người. Yeah, tôi thay mặt anh Mai Anh Tuấn tôi làm MC một lúc chút. Anh Tuấn nghỉ. Bây giờ đến phần giao lưu với các quý vị thính giả. Thì ở đây có một số câu hỏi trên fanpage của Nhã Nam. Thì có lẽ là để cho công bằng ấy, thì sẽ lần lượt có câu hỏi của những người đang ở phòng đây. Và sau đó là cứ một câu hỏi trên fanpage và một câu hỏi dành cho các bạn khán mời. Vâng, xin mời chị ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Chị có hỏi về cái vấn đề là có cái thị trường tranh thập điện vào giai đoạn đầu thế kỷ 20. Thì cần phải đặt nó vào trong cái bối cảnh văn hóa đầu thế kỷ 20 khi đó là chưa có
văn hóa hình ảnh, không có nghệ thuật thứ bảy như bây giờ đúng không ạ, hay không có internet, mà những cái loại nghệ thuật truyền thống, đặc biệt lúc đó là phát triển với văn hóa in ấn, với kỹ thuật của phương Tây nữa, thì nó tạo nên một cái đời sống văn hóa mới, văn hóa báo chí, văn hóa đọc sách và văn hóa, cái tất cả những cái này đều được tạo nên bởi cái kỹ thuật in ấn hiện đại. Thế thì cái việc mà có một cái nhà xuất bản tư nhân mà họ khắc in, họ cho in những cái tấm hình mà Maurice Durand đã sưu tầm được trong cái bộ tranh của ông ấy, thì cho thấy rằng là thời đó nó có một thị trường. Bởi vì nếu bình thường một ông thầy Pháp nào đó mà muốn làm nghi lễ, muốn có một bộ tranh thập điện phục vụ công việc làm lễ riêng của ông ấy, thì phải thuê người vẽ riêng. Đúng không? Nhưng ở đây lại là in ấn bằng máy móc, thì chứng tỏ là cái nhu cầu thị trường của nó là tương đối lớn, ít nhất là đủ cái kinh doanh để có lãi. Điều đó cho thấy là người ngày nay nhìn về 100 năm trước thôi, nó cũng đã khác lắm rồi. Đây là câu hỏi thứ nhất. Bây giờ xin mời anh Mai Anh Tuấn. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi cái chương trình livestream trực tiếp của cái tọa đàm này. Rất là nhiều bạn gửi câu hỏi đến chúng tôi. Có một số nội dung câu hỏi thì nó trùng nhau, và vì thế cho nên chúng tôi sẽ không nhắc những nội dung câu hỏi trùng nhau đấy, và cố gắng là để làm sao đó đặt những cái nêu lại những cái câu hỏi mà tôi nghĩ là sẽ có tính vấn đề hơn. Thì có một cái câu hỏi của bạn Nguyễn Hồng Hạnh. Bạn có nói là tại sao có 10 điện Diêm Vương nhưng cứ nhắc đến địa ngục là người ta lại nói đến Diêm La Vương. Thì không biết là anh Dương có trả lời được câu này. Lúc nãy tôi đã nói qua rồi, tôi trả lời nhanh thôi. Ban đầu là chỉ có Diêm La. Diêm La là một từ Hán Việt mà dịch âm từ tiếng Ấn Độ hoặc tiếng Phạn, đó là Yama. Yama tức là chúa tể của cõi âm ti, chúa tể của địa ngục. Đấy, thì Diêm La nó nghĩa là như thế. Thế nhưng vào tiếng Hán hoặc là vào tiếng Việt rồi thì chữ Diêm La nó không rõ lắm, nó phải thành là Diêm La Vương, và sau đó lại nói tắt thành Diêm Vương. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai là 10 tầng địa ngục ấy, thì có bạn hỏi là tại sao lúc thì 9, lúc thì 8, lúc thì 16, lúc thì 18, tại sao con số nó khác nhau như thế. Thì tôi cũng trả lời ngay là nó là lịch sử. Mỗi một thời kỳ người ta quan niệm khác nhau. Ban đầu là chỉ có một ông Yama, một ông Diêm Vương thôi, mà về sau này thì nó mới nảy sinh thành 18 Diêm Vương, 16 Diêm Vương, sau rồi lại đến Việt Nam thì rút gọn, giai đoạn sau rút gọn thành chỉ có 10 Diêm Vương thôi, ở 10 tầng địa ngục, mà mỗi tầng địa ngục thì lại có 16 địa ngục nhỏ nữa. Đấy, thế thì cái số lượng địa ngục, số lượng Diêm Vương thì nó rất là khác nhau, tùy thuộc theo kinh điển. Vâng, chúng tôi sẽ vâng ạ, mời bác ạ. Vâng, mời bác ở đấy ạ. Dạ. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là trưởng ban nghiên cứu của Viện Mỹ thuật, mà tôi học cùng với Nguyễn Tá Nhí, mà chắc là Trần Trọng Dương biết đấy. Vâng, thế thì tôi đã nghe được sẽ có cái buổi này, nên tôi rất cảm ơn trung tâm Lipspat, cảm ơn Nhã Nam và cảm ơn hai diễn giả để nói về một vấn đề mà chúng ta sẽ phải nói trong thời gian tới. Mà tôi nghĩ rằng Trần Trọng Dương sẽ làm một cuốn nên từ cái bài giới thiệu của Trần Trọng Dương trở thành một cuốn sách rất hay, mà tương lai sẽ phải làm. Mà tôi tin rằng có thể 7-8 trang, bởi vì cái vấn đề này nó đang là một vấn đề. Tôi xin nói trước khi tôi nói cái điều đó, ta phải nói thế nào về Đức Phật Thích Ca đã chứ. Đức Phật Thích Ca là thế nào đấy chứ? Trong cái vũ trụ này, trong hàng nghìn năm lịch sử này, hơn 2.500 năm lịch sử này, 1999, Liên Hiệp Quốc có một nghị quyết gửi đến tất cả các nước trên thế giới. Hãy kỷ niệm ngày Vê Sắc, đúng không? Mà ngày Vê Sắc đó là ngày gì? Ngày đó là ngày 15 tháng 4. Mà ngày đó là ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo, Đức Phật Thích Ca Niết Bàn và Đức Phật Thích Ca, tức là trở về cõi đấy. Và ngày Đức Phật Thích Ca sinh ra đời. Đấy là kỷ niệm 3 ngày đó. Mà hiện nay Việt Nam chúng ta đã tổ chức rồi.
Như vậy chúng ta phải thấy này, hiện nay tất cả các bạn đều thấy là trên hành tinh này từ khi có loài người đến nay và cho đến nay chỉ còn khoảng 10 tôn giáo là có nhiều tín đồ, trên dưới 1 triệu, 1 tỷ người, có đúng không? Thế còn trước đó thì ông nào cũng xưng mình là giáo chủ thế nọ kia, nhưng đúc kết lại chỉ còn khoảng như thế thôi. Mà trong các 10 tôn giáo đó thì chúng ta đều nói đến một vấn đề đạo giáo này, nho giáo này, Thiên Chúa giáo này, Hồi giáo này, Đạo Phật này, Hindu này, thần đạo của Nhật Bản, và Việt Nam ta thì có đạo mẫu. Nói chung là khoảng như thế. Nhưng trong tất cả các giáo chủ đó, như Chúa Giê-xu, như Thánh A-la, như ông Lão Tử, như ông Khổng Tử, thì duy nhất ông Phật Thích Ca là được Liên Hợp Quốc đề nghị toàn thế giới tổ chức một ngày đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải biết rằng là ông Khổng Tử chỉ có một quyển Khổng Học Đăng rất ngắn thôi. Mà ông Khổng Tử lại không dám nói về địa ngục. Thậm chí ông Khổng Tử không dám nói về thần thánh Phật. Ông bảo là kính thủy thần, quỷ thần nhi viễn chi. Tức là ông Khổng Tử cái trình độ ông chỉ đến mức đó thôi. Ông chỉ sắp xếp vua ra vua, quan ra quan, lính ra lính, cha ra cha, mẹ ra mẹ, con ra con, thế thôi. Có đúng không ạ? Vâng, đấy, tức là ông là thuật nhi bất tác. Tức là ông chỉ là người mà ghi lại tất cả những điều của xã hội sách thành một quyển sách. Khi hỏi về quỷ thần, ma quỷ, ông bảo có đấy, nhưng mà tôi không dám bàn tới. Và ông còn khuyên trí thức không nên bàn tới cơ mà. Cho nên trình độ ông đạt mức đó thôi. Nhưng ông Lão Tử thì ông ấy lại khác. Ông lại biết được có quỷ thần tiên Phật, nên ông lên trên đỉnh núi ông tu, và đạo giáo là như thế. Nhưng rồi cuối cùng đến một quá trình đạo giáo hơi bị lạc, trở lại có những kẻ thầy phù thủy, có những đạo sĩ tà tâm, có những con người đi lạc đường và sử dụng gì? Sử dụng những con người, xin lỗi anh Dương, là chính là những con người bị đọa vào địa ngục để trở thành những quân lính của họ, trở thành những thầy phù thủy mà hiện nay trên báo chí các bạn cũng đã thấy đấy. Cho nên là trong cái đạo giáo thì tuyệt vời, nói về thần tiên Phật Thánh vân vân, thần tiên Thánh vân vân, rồi là mẫu vân vân. Nhưng thì trong khi đó thì có một số vị theo đạo giáo, đi theo con đường tà tâm, đã bắt đầu nhặt nhạnh những linh hồn quanh trên chiết, sinh vô gia cư mà tử vô địa táng. Những linh hồn lang thang, ông thu lại và ông làm những việc đó. Cho nên đấy là việc xấu. Thế nhưng mà Đức Phật Thích Ca thì như vậy là Liên Hiệp Quốc đã công nhận rồi. Và cái vê sắc là như thế. Như vậy có nghĩa rằng chúng ta hãy tin tưởng loài người từ khi bắt đầu có ý thức đến nay. Từ khi có bắt đầu có ý thức đến nay thì Đức Phật Thích Ca giáo lý của Ngài là tuyệt vời. Ngài có nhiều tới mức độ là 84.000 pháp môn. Đấy là một con số chỉ về nhiều thôi. Nhưng mà thực ra là Ngài nói về cả cõi thiên, cõi địa, cõi nhân. Mà chủ yếu là cõi nhân. Nhưng mà Ngài có nói về cõi địa, chính là nói về địa ngục. Nói về địa ngục. Mà Ngài nói rất kỹ, nếu có bạn về dở cái kinh Pháp Cú, là kinh của Ngài, gần như một cuốn kinh căn bản của Đức Phật Thích Ca, thì Ngài có nói về kinh Pháp Cú. Ví dụ như làm ác thì sẽ bị đọa xuống địa ngục. Nhưng anh làm thiện thì anh sẽ được lên cõi trời. Đấy. Thế còn những kiếp người khác anh sống bình thường, như 95 triệu dân Việt Nam, anh chết thì anh lại luân hồi chuyển kiếp. Có thể kiếp này anh làm nữ nhưng mà kiếp sau anh lại làm nam, hoặc kiếp này anh là một gia đình nào đấy thì nhưng mà kiếp sau thì anh lại đi đến một cái gia đình khác. Thì trong cái này văn học Việt Nam cũng có rất nhiều. Thế nên tôi nghĩ là trước tiên là ta phải thấy là cái việc ngày hôm nay khi nói về cái đó, ta phải xác định Đức Phật Thích Ca như thế nào đã. Mà cái thứ hai, ở thế kỷ thứ 20 có hai nhân vật vĩ đại nhất hành tinh. Một là Einstein. Mà Einstein thì ra là khối trí tuệ của mọi thời đại. Thì ông Einstein ông lại nói nào về đạo Phật? Ông bảo tương lai của xã hội loài người, tôi nói đại ý thôi nhưng mà tôi có ghi trong này, sẽ là đi theo con đường của đạo Phật đấy. Ý nói là như thế. Tức là cái hiện tại, cái quá khứ và tương lai sẽ là cái đó. Thì cụ Einstein là khối trí tuệ của mọi thời đại, thì cụ lại ca ngợi đạo Phật. Nếu được thì bác có thể nói hoặc là trao đổi ngắn hơn một chút ạ. Vâng, tôi sẽ nói ngắn hơn một chút để tôi đi đến cái này. Và người thứ hai là chính Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Bác Hồ của chúng ta lại là một khối trí tuệ ở thế kỷ thứ 20. Các đồng chí xem Mao Trạch Đông rồi Stalin, Kim Nhật Thành, Van Der Ulbricht, nhưng mà chỉ có Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa anh hùng giải phóng. Thì Bác Hồ lại đến rất nhiều chùa. Trên dưới khoảng chừng vài chục ngôi chùa bác rất thành kính và bác rất tôn trọng. Và bác còn nói một câu chân lý này: đạo Phật và dân tộc như hình với bóng. Công chí dở lại cái
cái hội thảo Hồ Chí Minh năm 1990. Thế nên là tôi nghĩ là hai nhân vật đó đều ca ngợi Đạo Phật và còn rất nhiều người khác. Nên cái buổi hôm nay tôi cho là rất hay. Mà tôi khi nghe này là tôi rất háo hức đến để được nghe anh Trần Trọng Dương. Và tôi nghĩ rằng tiến sĩ Trần Trọng Dương nên viết một cuốn. Tôi viết là rất nhiều tư liệu. Và một điều nữa tôi thấy là này, chúng ta có tổ chức cứ mỗi khi người chết là thất thất loai tuần. Vậy thất thất loai tuần là gì? Là mỗi một 7 ngày thì lại cúng một vị Tần Quảng Vương, rồi Thái Minh Vương, rồi là Diêm La Vương, rồi tất cả các vị đó. Cái từ Diêm La từ chung thôi. Nhưng mà thực ra ngài là coi ở cái cung thứ 7. Nếu như anh Trần Trọng Dương dở ra, thì cung thứ 7 là cung đó sau khi xong cái thì là con người đó được giải thoát về cõi nào? Lên cõi trời hay là lộn kiếp? Hay là con người làm ác quá thì bị đọa xuống địa ngục? Thì đấy là Diêm La Vương, cái từ đó là ở cõi thứ 7. Thế nên tôi nghĩ rằng cái đó cũng là một trong những cái mà trong giáo lý của Phật giáo có nói về cái đó. Chính vì thế cho nên là gần như là chúng ta thấy là cái buổi hôm nay tôi rất rất mong muốn. Và cái tâm thức của người Việt của chúng ta, tôi thì xin lỗi anh Dương, tôi là nghiên cứu về mỹ thuật. Tôi đi khoảng chừng nếu nói ra cũng vài nghìn ngôi chùa trên đất nước này. Hầu như đều có tranh thập điện Minh Vương. Và nếu các vị đi hai bên tả hữu thì có năm bên này năm vị quan và bên này năm vị quan. Mà đội mũ bình thiên ở nơi, tức là mũ đó là mũ vua. Thì đấy là các vị ở các cung, 10 cung. Các vị sẽ thấy 10 cung để luận tội. Ví dụ như ở cung thứ nhất, anh có tội này thì như trong anh Dương vừa nói đấy. Và đến cung thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10. Rồi sau đó anh được giải thoát lộn làm người, hay anh đi về cõi tiên, hay anh về cõi Phật, hay là anh trở về cõi âm ti, anh bị đọa xuống địa ngục vì anh làm nhiều điều xấu xa và bị đọa xuống địa ngục. Thì những cái điều này là trong văn học Việt Nam nói rất nhiều. Và tôi xin cảm ơn cái buổi nói hôm nay. Có thể nói nhiều hơn nhưng mà thôi, có lẽ là tôi chỉ dành đến mức rất là cảm ơn bác ạ. Và mong rằng anh tôi bây giờ tôi làm một việc khác, cho nên anh Dương nên tiếp tục cái này và trở thành một công trình hàng nghìn trang đấy. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn bác ạ. Trung tâm Phật Pháp và nói lại với các bạn một vài suy nghĩ của tôi. Rất cảm ơn. Thế này tức là chúng ta mặc dù là cái không khán phòng của hôm nay thì cũng có rất là nhiều anh chị các nhà báo, nhưng mà tôi biết là ở đây vì do cái chủ đề cũng khá là thú vị, cho nên là một số anh chị ở đây là đồng thời là người nghiên cứu và có lẽ là họ muốn đối thoại hơn một chút, thế nên là chúng tôi vẫn còn một số câu hỏi của các bạn đang xem trực tiếp, nhưng mà tôi muốn nhường một câu hỏi nữa cho một bạn hoặc là một ai đó trong khán phòng này, rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển qua để thảo luận với các câu hỏi từ các bạn xem trực tiếp. Xin mời. Lúc này hình như tôi vừa thấy Mai đúng không? Vâng. Tôi biết đây là tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai, cũng là một người nghiên cứu về tôn giáo. Xin mời chị. Kính thưa hai diễn giả, kính thưa các quý vị. Khi mà bàn về thế giới bên kia thì tôi có liên hệ với cái nghi lễ tăng ma của người Việt ạ. Thì tôi thấy rằng là trong cái cũng vừa rồi bác có nói đến, đấy chính là trong cái sự phân chia các khoảng thời gian bước qua những cái thế giới bên kia, thì người Việt có định ra những cái khoảng đó là 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày và dỗ đầu dỗ hết ạ. Thì khi mà nghiên cứu về những cái tầng địa ngục của theo tiến sĩ Trần Trọng Dương thì tôi cũng muốn hỏi, tức là trong cái giải thích này thì tôi thấy là có rất nhiều những cái quan điểm khác nhau và đứng từ góc độ Phật giáo thì cũng có những cái giải thích và tôi đã tìm hiểu thì tôi cũng chưa thực sự thấy thấu đáo lắm, đặc biệt là cái vị phân chia ra là 7 ngày đầu là đi qua một cửa ngục, sau đó là 7 cái cửa ngục đầu thì mỗi một cửa ngục là 7 ngày và sau đó thì đến cái cửa ngục thứ 8 thì là 100 ngày, cửa ngục thứ 9 là hết dỗ đầu và đến cửa ngục thứ 10 là dỗ hết và sau đó thì con người sẽ đầu thai vào một cái kiếp khác. Vậy thì khi mà nghiên cứu như diễn giả diễn giải về những cái tầng địa ngục thì tôi cũng chưa hiểu lắm tại sao lại có cái sự khoảng thời gian khác nhau như vậy. Thì đấy là cái câu hỏi thứ nhất mà tôi muốn hỏi diễn giả. Và một cái thứ hai mà tôi khá băn khoăn và tôi rất là thích cái cách đặt vấn đề của diễn giả khi mà đặt ra là tại sao vào chùa thì người ta hướng đến một cái sự bình an, một cái sự thanh tịnh mà một số các ngôi chùa thì người ta lại đầy ra những cái cảnh nó rất là tăng, nó rất là ghê rợn như vậy. Thì cái lý giải của diễn giả đấy là nó xuất phát từ cái sự răn đe, cái thuyết giảng của bên Đạo Phật, một cái phương pháp giáo dục của Đạo Phật. Thế thì tôi khá là băn khoăn bởi vì tôi nghĩ rằng là gần như là đấy là một cái phương pháp giáo dục mà hiện nay cũng có một số những cái mà chúng ta đang đặt ra đấy là nó
mang cái tính phương pháp giáo dục mang tính trừng trị, mang tính răn đe. Vậy thì nó có gì đó nó mâu thuẫn với một cái tinh thần của đạo Phật, chính là chúng ta đang hướng một cái Phật từ tâm, từ cái điều mà chúng ta thực sự muốn làm. Vậy thì cái răn đe ở đây dường như là tôi cảm thấy nó vẫn ở một cái bề ngoài con người ta làm vì con người ta sợ, vì người ta sợ đến chính cái bản ngã của họ, từ cái cuộc sống sau khi chết của họ sẽ gặp phải những cái điều không may mắn, những cái sự trừng phạt. Vậy và nhưng mà như tôi biết thì một số nhà nghiên cứu thì họ khẳng định rằng là một cái rất hay của đạo Phật đấy chính là Phật giáo khác với các tôn giáo khác, đấy là nó không Phật giáo không hướng con, tức là nó không mang cái tính là giống như Thiên Chúa giáo là anh buộc phải nghe theo Chúa, anh buộc phải tin theo Chúa thì anh mới có được cái điều tốt đẹp. Cho nên là tôi cũng khá là băn khoăn về, và trong cái ưu thế của đạo Phật thì tôi biết rằng là Phật giáo rất đề cao trí tuệ, và Phật giáo hướng ở đây đó là cái sự chuyển hóa về mặt nhận thức của con người dẫn đến cái hành động. Thế thì tôi cũng đang khá là suy nghĩ về cái điều này, và tôi cũng muốn hỏi diễn giả xem là vậy thì theo quan điểm của anh thì cái phương pháp giáo dục như vậy của đạo Phật đã thực sự là ưu thế hay chưa, và nó có gì đấy nó có thực sự là theo đúng cái tinh thần của đạo Phật hay không ạ? Vâng ạ, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Cảm ơn chị Thanh Mai. Là xin mời anh Dương trả lời trước. Cảm ơn chị Mai. Tôi trả lời nhanh bởi vì chắc là còn nhiều câu hỏi khác. Về vấn đề thất thoát lai tuần ấy, thì vấn đề này có lẽ là nó có sự giao thoa giữa cả ba tôn giáo, giữa cái quy định của Nho giáo về nghi lễ cúng với tổ tiên, cái thứ hai là cái quan niệm về vòng tròn gọi là sinh lão bệnh tử của con người trong đạo Phật, và cái thứ ba là ảnh hưởng của các cái nghi lễ của đạo giáo. Thế thì những cái cuốn sách rất quan trọng mà hiện giờ là các thầy pháp, các đạo lưu và các thầy chùa vẫn dùng để phục vụ trong các cái nghi lễ tang tế của người Việt hiện đại và cả ngày xưa nữa ấy, thì đều thể hiện cái sự giao thoa của cả ba tôn giáo. Đấy, thế thì cái hình dung về địa ngục thì rõ ràng là nó gốc là nó thuộc về của Phật giáo rồi. Nhưng ứng dụng nó trong các cái nghi lễ dành cho tang tế thì nó lại chịu sự ảnh hưởng khác nhau của cả Nho giáo, cả Phật giáo, cả đạo giáo. Và câu hỏi của chị nó quá chi tiết, cho nên là tôi không thể trả lời ở đây được là tại sao lại là 7 ngày rồi từng tuần. Cái đấy là theo sách nào? Cái đấy chắc tôi phải mất công tôi đọc thì tôi mới dám trả lời chị, chứ không dám trả lời một cách đường đột được. Còn câu hỏi thứ hai của chị về cái vấn đề là tại sao Phật giáo lại có một cái phương thức giáo dục nó như thế, có hợp lý hay không ấy, thì tôi nghĩ là khuyến thiện và trừng ác nó là hai phương thức giáo dục. Nó chỉ là hai phương thức giáo dục thôi. Đấy thì giống như bây giờ ta dạy con trẻ, vừa dạy vừa dỗ, nhưng nhiều lúc cũng phải răn ấy. Đó. Dỗ không được thì phải cho ăn đòn. Đấy, thế thì bảo rằng vào trong chùa nhìn thấy những cái tầng địa ngục như thế gây giận thì đúng là có gây giận, nhưng mà rõ ràng là từ góc độ lịch sử ấy, thì người Việt xưa cũng đã từng có sử dụng những cái phương pháp trừng ác khuyến thiện như thế. Bởi vì dẫu sao là nếu mà nói bằng miệng không có lẽ là chưa đủ, mà phải nhìn bằng hình, phải tả bằng miệng, phải nghe thuyết lý, phải nghe các thầy giảng, thì lúc đấy là nó nhập từ mắt, nó đi vào tim được. Nên là công cuộc giáo hóa nó không đơn thuần chỉ có việc là nói đến cái thiện đâu, mà có khi nói đến cái ác là để hình dung và để hướng người ta đến với cái thiện. Đấy là cái ý kiến riêng của cá nhân tôi. Tôi nghĩ là câu hỏi của chị Mai về cái phương pháp giáo dục đó thì có một cái bài viết rất hay của giáo sư Nguyễn Văn Huyên liên quan đến cái phần liên quan đến cực hình ở các cái tòa án âm phủ, có tên là sự đầu thai của các linh hồn và lễ xá tội vong nhân của người Việt. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà Phật giáo, mà cụ thể là các cái chùa ở Việt Nam ấy, bắt đầu từ khoảng thế kỷ 17 bắt đầu hiện thực hóa cái ý niệm về địa ngục qua các cái tranh khắc hoặc tranh vẽ ở chùa ấy, nó hướng tới một cái đối tượng mà chúng ta thấy là khá là phổ biến, đó là những người bình dân. Và cái việc mà tiếp cận đối với người bình dân qua những cái hình thức truyền đạt giáo lý Phật giáo đơn giản, dễ nắm bắt, tôi nghĩ cũng là một cách
cách đi. Cái thứ hai nữa là nó có một cái câu chuyện khá là thú vị ở với xã hội Việt Nam là thế này này. Chúng ta biết là trong xã hội Việt Nam ấy thì triều đình có luật pháp của triều đình và làng xã có luật pháp của làng xã. Tuy nhiên cái việc thực thi luật pháp của nhà nước ấy, hay luật pháp của làng xã ấy, thì nó lại không được ổn lắm. Thậm chí là gần như người ta bỏ qua cái phần ý niệm về luật pháp do con người tạo ra, do nhà nước tạo ra, do chính quyền tạo ra. Thế thì trong cái cách mà người ta tạo ra địa ngục ấy, thì nó có một cái khái niệm rất quan trọng là cái khái niệm tòa án dưới âm phủ. Đấy, đây cái bức hình mà chúng ta nhìn thấy ở trong cái cuốn sách này, đấy là một cái hình vẽ về cái phiên tòa xử tòa án dưới âm phủ. Thì chính cái sự xuất hiện của cái ý niệm về tòa án âm phủ này, trên thực tế nó lại có một cái sự hiệu nghiệm hơn so với cái cách thức xử lý pháp luật theo kiểu mô hình của nhà nước hoặc là mô hình của chính quyền làng xã. Người bình dân họ có lẽ đã thấm thía hoặc có thể tin vào cái một cái đức tính rất mơ hồ nhưng khó mà loại bỏ được khỏi trí óc họ về một cái thứ gọi là tòa án âm phủ. Chính vì thế cho nên là những cái giáo lý của nhà Phật về sống thiện, về sống tốt, về làm những điều tốt đẹp trên trần gian ấy, nó dễ dàng được hiện thực hóa hơn. Và tôi nghĩ đấy là một cái cách mà Phật giáo bình dân ở Việt Nam tồn tại được lâu dài và nó có hiệu quả trong một cái môi trường khá là đặc thù là môi trường nông thôn. Xin cảm ơn chị Mai. Thì có lẽ là chúng ta cũng thấy là câu hỏi của chị Mai cũng rất là đáng để mà nghĩ ngợi tiếp. Thế thì có một vài câu hỏi của các bạn gửi qua chat trực tiếp đến này này. Có một bạn tên là bạn Thùy Dương. Câu hỏi này thì tôi thấy cũng hơi thú vị nhưng mà cũng biết là thể trả lời thế nào cho bạn. Tức là trong các ngục thì ngục nào là kinh khủng nhất? Tội nào được xếp là tội nặng nhất? Có lẽ bạn đang băn khoăn về mình chăng? Không biết là anh Dương có trả lời giúp được không? Câu này của bạn hơi khó trả lời. Nhưng mà nếu mà theo sự mô tả trong kinh sách ấy, thì càng những điện cuối cùng thì nó càng khủng khiếp. Đấy, tội càng nặng. Cái người mà tội nặng nhất là cái người mà trải được hết qua 10 cái tầng địa ngục đấy là tội khủng khiếp lắm. Còn nếu không những người thường thường thôi, chắc chỉ qua một địa ngục xong rồi ông chuyển sang đầu thai kiếp khác. Còn ông nào mà trải hết đủ hết 170 cái tầng địa ngục lớn nhỏ đấy thì ông đấy mà là tội lỗi ngút ngàn đấy. Cá nhân tôi thì tôi thấy là với cái bản tính sợ hãi và nhẹ dạ của mình thì tôi tin rằng địa ngục nào cũng rất khủng khiếp. Và hình phạt nào mà được khắc ở trong những bức tranh đó cũng rất là khủng khiếp. Mình không có cái sự mạnh mẽ để đón nhận được điều đó đâu. Nên là tôi nghĩ là chúng ta đều thấy mỗi cái cực hình, mỗi cái địa ngục đều rất là khủng khiếp. Và đó có lẽ là một cái chướng nghiệp theo như cách nhìn của Phật giáo, nó đã đè nặng lên cuộc đời của mỗi con người. Và cái sự may mắn, cái sự tốt đẹp nó chỉ thực sự đến khi mà có một cái sự chuyển luân hồi tốt hơn thôi. Cũng liên quan đến đấy thì có một bạn tên là bạn Thanh Thanh có hỏi là những cái hình ảnh ấy, những cái bức tranh ấy là nó hơi đáng sợ. Thế như vậy có thể đọc cho trẻ em được không? Thì có là câu hỏi này nó cũng tôi nghĩ là anh Dương sẽ trả lời rất là tốt bởi vì anh Dương là có độc giả trong gia đình bằng chính cái tuổi chắc của bạn này đang hỏi. Mời anh Dương. Tôi nghĩ là trẻ con do xem những cái này nó không nên. Cái này dành cho người lớn, trẻ con nó thuần khiết lắm. Xem những hình này nó ám ảnh. Nên chỉ dành cho người lớn, những người bắt đầu có khả năng phạm tội. Xin hết ạ. Cái này thì tôi cũng nghĩ là nó giống với một cái khái niệm trong điện ảnh. Với những cái thể loại phim kinh dị, phim rùng rợn ấy, giật gân ấy, thì nó sẽ có cái hạn chế độ tuổi. Thì có lẽ là với trẻ em thì chúng ta nên xem những tranh nó tươi tắn hơn, đẹp đẽ hơn. Có một bạn hỏi câu hỏi này theo tôi cũng là khá là khó. Là theo anh Trần Trọng Dương có liên hệ gì với thần đồng cước và hệ thống quan niệm với các cõi giới? Cái thần đồng cước
ở trong cái tín ngưỡng dân gian của người Việt cũng rất là hay. Xin mời anh Dương. Xét về nguồn gốc ấy, thì thần độc cước không thuộc hệ thống thần điện của Phật giáo mà thuộc hệ thống thần điện của đạo giáo. Và hình tượng thần độc cước thì nó đi theo cái di dân Hoa Kiều từ vùng Quảng Đông dọc theo các bờ biển của Việt Nam vào các cái vùng cửa biển ấy. Sau đó thì nó mới theo các dòng sông đi ngược vào các cái ngôi chùa. Thì ví dụ chùa Bắc Nghiêm, mà chùa Vĩnh Nghiêm ở Bắc Giang ấy, tôi thấy là ở bên này thì ở giữa này là Tam Tổ, phía bên kia thì là tượng Tôn Ngộ Không, ở bên này thì lại là thần độc cước. Tức là một cái ban thờ tổ mà nó rất là sinh động, không thuộc một cái mô hình thần điện nào cả. Điều đó cho thấy rằng là các ngôi chùa Phật giáo hay là những cái đền thờ riêng của thần độc cước, như nổi tiếng nhất là ở Sầm Sơn ấy. Đó. Thì sự dung hòa của các tín ngưỡng ở Việt Nam nó đạt đến một cái biên độ không ai tưởng tượng được. Và những cái vấn đề thú vị như vậy tôi nghĩ là cần phải có những nghiên cứu trong tương lai. Có một câu hỏi là cuốn sách nói về Phật giáo phương Đông nhưng lại do hai tác giả người Pháp sáng viết, vậy họ lấy cái nguồn tư liệu ở đâu ạ? Cái này thì tôi nghĩ là bạn đọc sách thì sẽ thấy rõ hơn, nhưng mà anh Dương cũng đã lúc này tôi thấy thoáng anh thấy trả lời cái phỏng vấn của Đài rồi, nên là cả cái nguồn tư liệu ở đây đều rất là lớn và quan trọng. Anh Dương được thuật lại cho bạn. Thì phương pháp đầu tiên mà dân gian ta bây giờ thanh niên hay gọi là phương pháp anh em chúng ta đi phượt, đúng không? Hai tác giả phương Tây từ đáp tàu hơi nước đến Hà Nội và làm một cuộc du khảo văn hóa về địa ngục ở một ngôi chùa tại Hà Nội, là chùa Bá Huân. Đấy thì phương pháp của họ gồm có là gì ạ? Một là phỏng vấn, đó, phỏng vấn chủ thể văn hóa. Thứ hai là gì ạ? Trải nghiệm bằng cách là nhờ cái vị thầy Thích Thanh Diễm đó là giảng về triết lý đạo Phật và mô tả các cái tầng địa ngục đó thông qua những cái lời giảng và diễn giải các cái bức bích họa hoặc là cái bức điêu khắc phù điêu ở chùa Bảo Ân. Thế thì tư liệu điền giã khảo tả như thế là tương đối sống động. Và ngoài ra những cái tri thức khác mà các tác giả có sử dụng ấy, là các tác giả có đọc những cái tư liệu bằng tiếng Pháp về các cái quan niệm địa ngục ở Ấn Độ, có thể là Phật giáo Ấn Độ hoặc kể cả Hindu giáo nữa. Nên trong phần nói đầu ấy, là các bạn sẽ thấy ở đây là cái trình bày của các tác giả nó tương đối hiện đại. Nó không đơn thuần là miêu tả đơn tuyến đâu, mà cắt cúp các đoạn khác nhau, đoạn này trích ở kia, đoạn sau thì lại tả một nơi khác, và đoạn này thì lại là câu đối thoại với nhà sư. Đấy, tức là cái sự trình bày các cái lớp văn bản, các cái câu văn ấy, nó xếp với nhau rất là phức tạp, và phải đọc là tinh ý thì các bạn mới bóc ra được các cái lớp đó. Đấy, thưa Jeanette. Có một bạn hỏi thế này, chùa Đậu ở Thường Tín, Hà Nội và chùa Láng nổi tiếng nhưng chỉ có tượng các vị La Hán, không thấy các bức phù điêu và các tầng địa ngục như các chùa Trăm Gian, chùa Thầy. Đây là lý do vì sao? Cái này chắc anh chưa? Về cơ bản một ngôi chùa ấy, là một nghệ thuật kiến trúc. Và nghệ thuật Phật giáo, nghệ thuật kiến trúc của Phật giáo ấy, thì là mô phỏng một thế giới quan. Nên như lúc đầu tôi có mô tả ấy, là cái hình ảnh một cái tiểu thế giới đồng tâm đa chiều mà nơi có Phật ngự ấy, thì cái thế giới đấy là một thế giới hoa sen trồng trong hoa sen, là các cái lớp núi và lớp sóng biển nó cứ trồng nhau nhiều tầng như thế. Thì nó nếu mà nhìn theo lối phi điểu từ trên xuống thì
một tiểu thế giới là mang hình hoa sen trong hoa sen. Và trên đỉnh cái hoa sen đấy là cái tòa gì ạ? Là cái nơi Phật ngự, là cái ung đạo lỵ. Cho nên các bạn vào chùa thì sẽ thấy rằng là gì ạ? Bệ tượng Phật bao giờ cũng là hình hoa sen là vì thế. Bởi vì ông ấy đang ngồi trên tòa sen, tức là ngồi trên tòa tu di. Ngồi trên một cái cõi rất là cao. Thế thì một kiến trúc sư xây dựng một ngôi chùa tức là mô phỏng lại một Phật giới. Mô phỏng lại một cái thế giới quan. Cho nên cái cấu trúc theo như nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng ấy, là khi đi vào chùa thì ông phải đi qua các cái tầng bậc khác nhau. Vào đến cái chùa, ví dụ là hai ông đầu tiên là ông Thiện ông Ác, rất là to, hung dữ, cưỡi trên hai cái con sư tử. Một ông mặt đỏ, một ông mặt xanh gì đấy, giơ binh khí hăm dọa. À, nhìn vào đã thấy bắt đầu thấy uy nghiêm sợ hãi rồi. Vào tiếp thì mới bắt đầu là các tầng thập vị Diêm Vương hay là La Hán, rồi sau đấy mới vào tên Tam Bảo. Nói chung là cái cấu trúc của ngôi chùa thì nó lại vô cùng phong phú, bởi vì là nó trải qua rất nhiều giai đoạn khác nhau. Nhưng về cơ bản là một ngôi chùa mô phỏng một Phật giới, nơi Phật ngự. Còn hệ thống Phật điện Diêm La hay là thập bát La Hán có hay không, nó còn tùy thuộc vào khả năng kinh tế của nhà chùa, cấu trúc của chùa, hoặc là nó chỉ là còn sót lại sau thời gian tồn tại thôi. Ví dụ nhiều chùa bây giờ mất tượng pháp, đúng không? Những gì mà các bạn vào thấy chẳng hạn trong chùa này chỉ có ba pho tượng Tam Thế thôi, còn các pho tượng khác không có, có thể là do bị mất đấy. Bởi vì những cái bức phù điêu thì có thể là nó, những cái ván gỗ này có thể bị mất qua thời gian, hoàn toàn có thể là như thế. Tượng cũng có đầy xáo động, xáo trộn. Ví dụ các bạn đi chùa thầy chẳng hạn, các bạn sẽ thấy các tầng, các lớp niên đại khác nhau của tượng pháp bày ra ở các gian khác nhau. Nó cho thấy là một cái tổng thể tượng pháp là đã bị xáo động qua thời gian. Nên nhìn vào một ngôi chùa, khi mà đi vào chùa và nhìn tượng pháp thì các bạn không nên nghĩ rằng nó có từ ngày xưa đã như vậy, mà chỉ biết rằng ở thời điểm hiện tại nó bày như vậy. Và phải còn là người có chuyên môn thì mới bóc được cái lớp tượng nào là lớp tượng cổ, lớp kiến trúc nào là lớp kiến trúc cổ. Cái đấy thì quá sâu, chứ là nhiều bạn có lẽ là không thể nào nhìn được hết. Có một bạn hỏi trực tiếp tôi, bạn tên là Ngô Vinh. Anh Tuấn có thể bàn thêm về Phật giáo và địa ngục trong phim của Kim Ki Duk không ạ? Thì xin thưa bạn là ở thời điểm này thì không, bởi vì thời gian không có và nó không đúng với cái nội dung của tòa đàm. Thế nếu bạn vẫn còn băn khoăn thì cứ sẵn sàng liên hệ với tôi, thì tôi sẽ trả lời cho các bạn. Có một câu hỏi là của bạn An An Trần về những bức vẽ này, những bức vẽ trong sách á, có được coi là cái tác phẩm, coi là nghệ thuật không? Thì lúc nãy giờ thì chúng tôi cũng đã khẳng định là đấy là những cái tác phẩm nghệ thuật rất đặc sắc, thậm chí đấy là những cái tư liệu mà giúp cho chúng ta thấy cái sự sáng giá của nghệ thuật mà chịu ảnh hưởng từ Phật giáo. Và như tôi nói thì khi mà nó biến mất cùng với cái gọi là sự biến mất của chùa Bảo Ân Hà Nội thì nó gây cho chúng ta một cái cảm giác tiếc nuối rất lớn. Nhưng mà cũng may là thôi, thì có nó được nhìn lại để ít nhất là chúng ta trưng bày và chiêm ngưỡng. Còn không mà nếu không có nữa thì coi như chúng ta mất hẳn. Xin mời bác có. Tôi đã đi nghiên cứu vào khoảng vài nghìn ngôi chùa. Cái lịch sử văn hóa về lịch sử Việt Nam ấy, anh chắc anh Dương với anh Mai Anh Tuấn biết ấy, chúng ta có trên dưới 20 cuộc chiến tranh tàn phá. Bây giờ tôi đố các bạn tìm thấy một ngôi chùa nào từ thời Lý, thời Trần còn nguyên vẹn, không có. Chúng tôi đi nghiên cứu vài nghìn ngôi chùa rồi. Đấy là một sự tàn bạo của kẻ thù muốn đồng hóa dân tộc Việt Nam. Cho nên các lớp lang của chùa lại thế này. Ví dụ như chùa Láng, do một số người này có tiền của họ nghĩ như này, họ đưa những cái ngôi chùa này họ hiểu được. Nhưng đến chùa Thầy thì lại khác rồi. Và đến mỗi ngôi chùa thì cái người bỏ tiền ra, người ta lại yêu cầu như thế này. Lúc đó nhà chùa tan hoang, không có ai cả. Anh Dương ạ, cho nên là ngôi chùa Việt Nam nó mang tính chất đa dạng và phong phú như thế. Nó vừa kết hợp cả đạo giáo nữa, và đồng thời kết hợp cả đạo Phật. Thì chính vì thế nên tính đa dạng. Và chúng ta vào chùa, có những ngôi chùa như chùa Mía là có trên dưới gần 300 pho tượng. Chúng tôi phải phân tích ra
Và có như ngôi chùa như chùa Thầy là rất đẹp, hay là chùa Láng cũng là chùa rất đẹp. Nhưng mà chùa Láng thì lúc đó cái người bỏ tiền ra, họ chỉ đến mức như thế thôi. Cho nên thập bát la hán là các vị đó, họ lúc như thế. Nhưng mà đến sang đến chùa Tây Phương thì lại khác rồi. Cho nên tính đa dạng đấy cũng lại là rất tốt. Mà nó lại có tầng lớp lịch sử nữa. Ví dụ thời Lý thế nào, thời Trần thế nào, thời Lê thế nào, thời Nguyễn nào, vân vân. Thì tôi nghĩ là những cái đó là chúng ta phải phân tích khi đến chùa. Chúng ta phải phân tích là lớp lang này của thời Lý, lớp lang này của thời Trần, lớp lang này của thời Nguyễn, lớp lang này là của thời bây giờ chúng ta đây này. Ví dụ nhiều người bỏ tiền ra, anh Dương ạ, nhiều người bỏ tiền ra họ lại thích như thế này. Thế nên nhà chùa lúc đó không có ai cả, mà chỉ có vài bà vãi thôi. Nên họ đưa vào những cái vấn đề đó và họ hiểu như thế. Nhưng mà đó cũng là tính đa dạng của lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ thấy lịch sử Phật giáo Việt Nam là lịch sử mà nó mang cái tính chất cố khiếu. Và có từ, thậm chí người ta bảo còn có trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời. Tức là có cả của cái thời kỳ mà chắc là anh Dương cũng biết như thế, của thời kỳ A-di-đà nữa. Thì rất hay là các bạn hỏi những câu mà tôi nghĩ rằng bản thân anh em chúng tôi cũng đã viết cái lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Nhưng chúng tôi phải phân tích lớp lang. Mà trong lớp lang đó là hoa văn thời Lý nào, hoa văn thời Trần nào, hoa văn thời Lê nào, hoa văn thời Nguyễn nào. Và các cái bệ đá vân vân. Rất cảm ơn. Cảm ơn bác ạ. Không biết là bên phía bộ phận kỹ thuật là có câu hỏi nào từ các fanpage không ạ? À, nếu không thì có lẽ là tôi sẽ nhường cho các vị khách đang ở đây. Trước hết xin mời bạn Nam ở đây ạ. Alo, em muốn hỏi anh Dương một chút là theo một số quan điểm từ trước đến nay ấy, tức là khi mà các cụ dạy con thì thường sẽ bảo là con phải sống tốt này, không được sống xấu này, nếu không thì xuống kẻ xấu thì xuống địa ngục, người tốt thì lên trời. Nhưng mà đối với cả hệ thống như thế này thì chúng ta sẽ biết là người tốt sẽ được đi theo sang một bên phía của Phật. Em có đọc một số cái nghiên cứu về mảng này thì người ta chia ra một bên là trời, một bên là Phật, thì hai bên đấy là hoàn toàn tách biệt nhau và không liên quan đến nhau về hệ thống. Thế thì nếu mà anh, theo quan điểm của anh thì thực sự nếu là người tốt thì sẽ được đi đâu và nó liên quan gì đến hai cái hệ thống kể trên ạ? Mình không rõ cái sách bạn đọc là sách nào. Mình chỉ gọi là trả lời tức thì nhé. Là theo quan điểm của nhà Phật ấy, người tốt hay là người xấu thì đều vào địa ngục cả. Nếu mà không niệm kinh Di Đà. Phải niệm kinh Di Đà thì mới được vãng sinh. Còn nếu mà con sống tốt mà không niệm Phật thì cũng vào đâu đó thôi. Còn đấy là tôi biết được như thế. Còn những sách khác họ nói thế nào thì tôi không rõ lắm. Cái đấy chắc là phải biết sách bạn đọc là sách gì thì tôi mới trả lời được. Một bên Phật hay một bên là trời thì tôi cũng chưa biết cái đấy là từ đâu. Nhưng mà như cái cấu trúc bình đồ, cái cấu trúc tiểu thế giới lúc nãy mà tôi có trình bày ngay ở đầu ấy, thì các chư thiên vẫn là ở trong vòng dục giới. Mà trong dục giới thì tức là chưa phải Niết Bàn. Vẫn có thể bị đoạn. Đấy, vẫn có thể bị đoạn. Đấy là trời không tương đương với Phật trong quan niệm của Phật giáo, mà vẫn chỉ là trong cái nhóm vẫn có những ham muốn. Họ chỉ là sống ở những cái mức cao hơn, ở những cái tầng cao hơn mà thôi. Đấy là theo quan niệm của Phật giáo. Vâng, ở khía cạnh này thì tôi chỉ bạn đợi một phút thôi. Tôi nghĩ khía cạnh này thì nó có một cái điều rất là thú vị và quan trọng. Các tôn giáo lớn, kể cả Giê-xu và Đức Phật thế, trong khi mà xây dựng cái tôn giáo của mình thì họ phải là những kẻ rất mơ mộng. Trong cuốn sách này còn nói cái điều đó, là những kẻ mơ mộng vĩ đại. Và trong cái sự mơ mộng vĩ đại của họ thì có một cái thế giới mà tôi nghĩ rất quan trọng, đó là cái thế giới họ phân chia giữa thiên đường hay là niết bàn và địa ngục. Đó là một cái cách để mà họ hiện thực hóa các giáo lý của mình. Nếu không có cái đấy thì ai người ta theo các bạn? Nó là bát cháo của mỗi ngày của chúng ta ăn ấy chứ.
chúng ta mơ mộng cái gì thì chúng ta phải cố gắng nghe được cái điều đó. Nếu không có cái mơ mộng đó, trong khi địa ngục trong cái nhìn của Phật ý, thì chúng ta thấy là con người là một nỗi bất hạnh lớn, cuộc sống đầy kiếp trầm luân. Mà các cái hình phạt ở địa ngục thì rất cụ thể, còn Niết Bàn là một cái đôi khi hơi rất hư vô, khó nhìn thấy. Người ta sẽ phải treo lên cái điều đó lên để người ta mới đi theo được. Bạn nếu cứ làm lãnh đạo thì bao giờ bạn phải treo một cái gì đó lên để người ta đi theo. Chứ còn không thì khó lắm. Tôi nghĩ đấy là một cái phương tiện đấy. Vâng. Xin mời bạn nữa, bạn ở sau kia. Mời bạn. Dạ, em có một câu hỏi cũng hơi liên quan đến Phật giáo. Đấy là về ngày xóa tội vong nhân và ngày lễ Vu Lan ấy ạ. Thì khi được tiếp biến sang Việt Nam thì khi được sang Việt Nam thì nó có những tiếp biến như thế nào, và trong có cái ý nghĩa như thế nào và cái cách cúng như thế nào cho đúng ạ? Câu hỏi của em chỉ ngắn gọn như thế ạ. Đây hôm nay có cả thầy Dương. Mời thầy. Câu hỏi của bạn khó quá. Hỏi đến những vấn đề mà tuy rằng là có liên quan đến chủ đề địa ngục thật đấy, nhưng mà tôi không thể trả lời ngay trong buổi hôm nay được đâu ạ. Vì những cái vấn đề đó nó thuộc về một cái chủ đề khác rộng lớn hơn. Xá tội vong nhân hay là Vu Lan báo hiếu, những cái câu chuyện đó thì phải có những chuyên gia khác họ trả lời. Tôi không thể trả lời ngay được. Xin lỗi bạn, là cái này là sự yếu kém của tôi. Như tôi nói lúc nãy thì đấy là một cái chủ đề khó, nên là chúng tôi cũng chỉ là một những độc giả đọc trước thôi. Các bạn có cơ hội thì có lẽ là sẽ trước hết là đọc cái cuốn sách, sau đó chúng ta sẽ tìm thêm một số tư liệu nữa, và trong quá trình đó thì chúng ta có thể đối thoại tiếp. Xin mời bạn áo đỏ ạ. Bạn cứ hỏi đi ạ, bạn cứ hỏi. Phần địa ngục, đấy là hình ảnh địa ngục ngang bằng so với các hình ảnh khác ở hoặc là các tam giới, và em muốn hỏi qua về cái phần ở các nghi thức hất ngục vừa nãy anh có nhắc qua. Vâng, người ta treo các cái tranh xung quanh vừa anh có nhắc qua, thì em muốn anh nói qua thêm về cái đấy. Vâng, cảm ơn bạn. Như tôi nói là cái những cái loại hình nghệ thuật Phật giáo khác nhau, từ kiến trúc, điêu khắc, đồ họa cho đến hội họa nữa, thì nó chỉ là những phương tiện để hoằng hóa, để giáo hóa. Theo quan điểm của nhà Phật là giáo hóa chúng sinh đấy. Đấy, thế thì vì là phương tiện thôi, cho nên là nó phải mượn hình thể để thể hiện ra bên ngoài. Nhưng hình thể không ấy, thì nó không, sẽ không có nội dung, mà nó còn phải có giảng và diễn. Đấy. Thế thì cái cuốn sách mà chúng ta đang nói đến đây này, là hai tác giả đã mượn một hình thức là gì ạ? Nhờ vị sư là Thích Thanh Diễm giảng cho những cái nội dung của thập điện, thì nó mới hình thành nên được cái cuốn sách này. Và nếu mà như vậy thì tôi hình dung rằng là sẽ có những cái buổi giảng pháp về giáo lý đạo Phật chẳng hạn, về việc báo hiếu, về những đứa con bất hiếu, thì họ sẽ lấy những cái hình ảnh ấy ra làm ví dụ để giảng kinh. Hoặc là họ có thể tổ chức những cái buổi giảng chuyên về phần địa ngục thôi, để cho bà con Phật tử nghe. Thì những người mà nghe đấy, những người Phật tử mà đã nghe thuyết giảng về thập điện, thì lại chính là những người đi giảng tiếp ở bên ngoài, là những người về dạy con dạy cháu, rồi kể cho hàng xóm láng giềng. Thì đấy là một cách hoàng hóa. Và cách hoàng hóa thứ hai là gì ạ? Ngoài cái việc giảng thì người ta còn gì ạ? Còn diễn. Diễn tức là trong các cái khoa nghi Phật giáo, có thể cả đạo giáo nữa, là người ta có thực hành những cái nghi thức liên quan đến quan niệm về các tầng địa ngục.
ví dụ xá độ vong linh có hình thức là phá ngục, có một cái lễ phá ngục như bạn vừa hỏi đấy. Thì những cái các bạn có thể search YouTube, hiện giờ là thời đại 4.0 cho nên rất dễ dàng để xem là bây giờ một cái hình thức phá ngục như thế nào, đập bát xong rồi các thứ rất là hoành tráng hùng dũng để phá cái địa ngục và cứu cái oan hồn được siêu thăng. Đấy, thì những cái nghi lễ như thế này nó là sự giao thoa cả Phật giáo lẫn đạo giáo cơ. Thì cả thầy pháp lẫn nhà chùa, các thầy chùa đều có sử dụng cái khoa nghi này. Muốn tìm hiểu sâu hơn thì chắc là phải một cái nhân duyên khác. Chứ còn trong cái không gian, thời gian hạn hẹp như hôm nay thì chắc là khó trả lời bạn một cách cặn kẽ được. Tôi xin hết. Ở đây chúng tôi có nhận một số câu hỏi nữa của các bạn, nhưng mà có lẽ là không phải một số câu thì chưa thực sự là trọng tâm lắm. Và hoặc là nó tôi nghĩ là các bạn có thể đọc cuốn sách để trả lời tốt hơn cho mình. Nhưng mà có một cái câu là tại sao việc phán quyết trở thành kiếp gì trong luân hồi lại diễn ra ở tầng cuối cùng của địa ngục? Các trí thức mà anh Dương có thì xin trả lời nốt câu hỏi này. Xin mời anh Dương. Thực ra tôi vẫn chưa thấy một cái sự logic lắm ở các cái tầng địa ngục. Bởi vì ngay ở tầng đầu ấy, của Quảng Tần Vương ấy, thì nó có một cái đài là đài nghịch kính đài đấy. Là cái đài mà soi tội. Nếu mà ở ngay cái đài đấy đã soi được người nào ác, người nào thiện, đúng không? Là người ta đã phân loại ngay được rồi. Thế thì ở ngay tầng đấy là những người thiện lành và có niệm kinh tụng Phật thì chắc chắn là sẽ được siêu thăng ngay. Đấy. Thế thì có lẽ là 77-49 ngày nó diễn ra ở cái tầng đấy. Đấy. Còn những cái giống người khác là những người đã mắc tội thì họ phải trải qua các cái tầng địa ngục khác nhau. Hoặc ít hoặc nhiều thế nào tôi không dám nói, nhưng mà đến cái tầng cuối cùng là tầng 10 ấy, thì lúc đấy mới là phân ra thành các cấp độ ác khác nhau để lúc đấy mới được hóa sinh vào một kiếp khác, là sâu bọ hay là cá hay là chim hay là động vật hay là người. Đấy. Thì ở cái tầng 10 là phân loại các giống ác, đúng không? Còn tầng thứ nhất là phân thiện và phân ác, và người nào được siêu thăng là siêu thăng luôn. Cho nên là 77-49 ngày là ở diễn ra ở cái đệ nhất tầng. Cái này có lẽ nó giống chuyện phân loại COVID của chúng ta. F1 thì coi như là phải đi tiếp mà. Bây giờ thời gian cũng đã 8:30 rồi. Chúng tôi vừa có 2:30 để thảo luận cùng với quý vị về cuốn sách Các Địa Ngục trong theo Phật giáo. Tôi nghĩ rằng là đây là một cuốn sách mà sẽ còn bỏ ngỏ rất là nhiều vấn đề cho tất cả các độc giả có thể tìm hiểu. Và đặc biệt là tôi nghĩ là riêng cái giá trị về mặt tư liệu mỹ thuật, đấy là một trong những cái đóng góp lớn của cuốn sách này. Và đồng thời nó cho chúng ta thêm một cái cứ liệu để hiểu hơn về cái mối quan tâm của người Pháp trong giai đoạn cuối 19 đầu 20 về những cái sinh hoạt tinh thần, về cái thế giới tâm linh của người Việt. Chúng ta đều có lẽ đều nhất trí một điều rằng là địa ngục là những cái thứ mà chúng ta có lẽ chưa hình dung được, chưa nắm mắt được. Nhưng những gì mà Phật giáo truyền lại, những gì mà người Việt tin tưởng thì nó vẫn còn hiện hữu ở đâu đó. Và chúng ta chỉ cố gắng làm sao đó để có một cái đời sống, có một cái sự chuyển luân hồi mà càng ít cả cái trải nghiệm địa ngục thì càng tốt. Rất là cảm ơn tất cả các quý vị đã đến dự và theo dõi cái buổi tọa đàm hôm nay. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái buổi tọa đàm này qua fanpage của Nhã Nam và Let's Pratt. Rất là cảm ơn mọi người. Xin hẹn gặp lại ở một buổi tọa đàm sau.